miệng, nuốt xuống cất giữ, sau đó liếc nhìn quản phương nghi, đặc biệt nhìn tay áo quản phương nghi, trong mắt hơi có thâm ý. Sau đó lại nhìn lên mặt nghiêu hữu đạo, đa tả đã trợ giúp, ta đã tìm được đồ, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài chuyện của ngươi và vạn thú môn. Nghiêu hữu đạo cười nói, tiền bối nói như vậy là già mồm quá rồi, người cầm trí bảo của vạn thú môn còn dám nói lung tung sao. Vân cơ, vậy thì không nói nữa, mau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Như hữu đạo nhìn xung quanh, có người bày trận rất kỳ quặc ở đây, hành cung thương tụng rất có thể ở ngay vùng này, tiền bối không muốn tìm thử. Phân cơ, thời gian không đợi người, có trận pháp quấy nhiễu, không ai biết khi nào có thể tìm được. Cho dù tìm được thì sao? Chưa thấy hành cung đã gặp đại trận, trong hành cung có phải đất lành không rất đáng suy nghĩ. Với cái gọi là hành cung này chúng ta chẳng hề biết chút gì, mạo muội tiến vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu đã đến giờ huyến giới đóng lại, chúng ta coi như không thể ra được nữa. Nếu đã biết nơi, chỉ cần nhớ kỹ địa điểm, không cần nóng vội nhất thời, chờ khi có thực lực khi nào đến chẳng vậy. Ngươi không muốn ở đây 10 năm đúng không? Bà ta lấy được đồ mong muốn đã vừa lòng thỏa ý, không muốn mạo hiểm nữa. như Hữu Đạo, chúng ta đã bị đại trận nhốt rồi, làm sao ra ngoài đây? Vân Cơ, ta có thể độn thổ, đi bên trên không được nhưng có thể độn xuống đất rời đi. Có điều tu vi của ta có hạn, mỗi lần độn thổ chỉ có thể mang một người, ta có thể đi về nhiều lần để đón các ngươi lựa chọn đi ai theo ta ra ngoài trước như hữu đạo quay đầu nhìn xung quanh cười hỏi các ngươi ai muốn đi với tiền bối trước viên cương không lên tiếng quản phương nghi cùng viên phương đều lắc đầu như hữu đạo lại nhìn về phía vân cơ mỉm cười nói không an toàn xuống đất tiền bối dở trò gì coi như chúng ta phiền phức rồi vân cơ vậy ta cũng không thể hao tổn ở đây với các ngươi như hữu đạo một tay chống kiếm một tay làm tư thế mời ta muốn giữ cũng không giữ được Tiền bối cứ tự rời đi đi. Đây là các ngươi tự chọn, đừng oán ta. Vân Cơ quay đầu bước đi, thu thập bảo kiếm và y phục rách trên mặt đất, tìm một nơi, một trường bổ xuống, đánh ra một cái hố trên mặt đất chôn hai thứ đồ này. Làm một cái mộ chôn di vật và quần áo đơn giản, không để danh tính, Vân Cơ quỳ trước mộ, hốc mắt đỏ hồng, tự lẩm bẩm thanh nhi tới chậm. Nơi xa mấy người cũng nghe không rõ bà nói cái gì, chỉ thấy bà cúi người dập đầu ba cái rồi đứng dậy, xoay người đi cả người cứ thế không duyên cớ chui vào lòng đất biến mất mặt đất phốc một tiếng rồi lại bằng phẳng rất thần kỳ thanh bảo kiếm kia có lẽ đáng ít tiền chúng ta có cần đào nó lên không viên phương chợt nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người một tiếng quản phương nghi nổi giận rốt cuộc hiểu rõ vì sao yêu gấu này lại nên đánh người nghĩ cái gì vậy người ta đã nhớ tình cũ vì sao không đem ra ngoài làm mộ bởi vì không tiện đem ra ngoài vì ở cửa có người của vạn thú môn chấn giữ mang theo bảo kiếm truyền thừa của vạn thú môn ra ngoài rất dễ lộ tẩy, muốn tham cái này, có phải ngươi chán sống không? Hơn nữa, giờ có ra ngoài được không cũng là vấn đề, ngươi còn nhớ thương cái này. Viên phương rụt rụt đầu, gượng cười, quản phương nghi quay đầu lại trách cứ Như hữu đạo, bà ta có cách đưa chúng ta ra ngoài, sao cứ dễ dàng thả bà ta đi như vậy? Không phải ngươi giỏi dùng thủ đoạn sao? Sao không nghĩ cách giữ bà ta lại? Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói, dù sao Vân Hoàn cũng kết bái với ta, bà ta chưa từng bất nhân, ta há có thể bất nghĩa, cứ để bà ta đi đi. Không ngờ ngươi cũng có lúc cổ hủ, quản phương nghi khinh bỉ, bực tức giờ chúng ta bị nhốt ở đây thì làm sao? Vừa đến giờ, huyễn giới đóng lại, lão nương không phải bị ngươi lừa chết rồi à? Bà ta là người thích trưng diện, vừa nghĩ dáng vẻ bẩn thỉu của mình khi bị nhốt ở đây cũng có chút không rét mà run. Bẩn thỉu là thứ yếu, thuộc tính của đồ đạc nơi này không giống bên ngoài, không hợp với người bên ngoài ăn uống, giống như đám bướm la sát khó mà sống được bên ngoài vậy tu vi của mọi người vẫn chưa đến được bước thoát khỏi cơ thể huyết nhục trong truyền thuyết, cơ thể huyết nhục không ăn không uống có thể chống đỡ được 10 năm sao. Như hữu đạo không để ý đến sự bực bội của bà ta, vẫn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Viên cương lên tiếng nói, đạo gia, người là người trong nghề tìm núi tìm đường, hỏa địa vi lao có lẽ không làm khó được người, có phải trong lòng người đã có tính toán rồi không? Ngụ ý là, cho nên người mới thả vân cơ rời đi. Hỏa địa vi lao, là một thành nữ, ý là vẽ một vòng tròn trên mặt đất tượng trưng cho mục giam cụm từ này ý chỉ một khu vực bị phong tỏa chỉ có thể hoạt động trong phạm vi được định sẵn đó quản phương nghi nghe vậy lỗ tai dựng lên viên phương lập tức ôm hy vọng như hữu đạo lắc đầu dù sao địa phương khác biệt không dám hứa chắc có điều cũng có chút manh mối ta phải thử xem sao quản phương nghi lấy lại tinh thần vậy mau thử đi người thật sự định dây dưa đến lúc huyến giới đóng lại sao địa thế thấp không cách nào quan sát nghiêu hữu đạo chỉ vào một ngọn núi phía xa ven hồ lên đó xem thử không có gì để nói mấy người lập tức đi theo hắn sau khi lên xuống vài lần bốn người đáp lên đỉnh núi kia đã có thể nhìn đại khái thế núi xung quanh nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng đó quan sát xung quanh rồi ngắm bầu trời chân mày hơi nhíu hình như khó hiểu quản phương nghi và viên phương cũng nhìn xung quanh nhưng không nhận ra manh mối gì bởi vậy đều nhìn phản ứng của hắn vẻ mặt thay đổi của hắn cũng khiến hai người lo lắng chương 684, âm dương nghịch chuyển 1. Bầu trời sao không có dấu hiệu gì, ánh mắt nghiêu hữu đạo lại rơi lên hồ nước nhìn chầm chầm một lúc. Không lâu sau, lông mày hắn dần dần giãn ra, trầm ngâm lầm bầm hai câu, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cung. Nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô lai nhất trưởng chung. Âm dương xuôi ngược diệu vô cùng, hai trí đông trí và hạ trí xoay vần trải chín cung. Nếu hiểu âm dương, cùng lý lẽ, trời đất trong tay chẳng lạ lùng, quay đầu lại hỏi viên cương, đã từng bảo ngươi thuộc lòng, còn nhớ chứ? Viên cương gật đầu, nhớ, yên ba điếu tẩu ca. Hai người quản, viên nhìn nhau, không hiểu hai người đang nói cái gì. Như hữu đạo nhấc kiếm lên, chỉ về phía mặt hồ, nhìn kỹ đi, có phải mặt hồ có sáu điểm phát sáng không? Ba người lập tức mở to hai mắt nhìn sang, đáy nước có thực vật phát sáng, có ánh sáng đâu phải chỉ có sáu điểm phát sát. Nhưng được nhắc nhở, sau khi cẩn thận phân biệt ba người đều tìm ra điểm khác biệt trong hồ đúng là có sáu vị trí có ánh sáng khác dường như phản chiếu ánh sáng sao trời chứ không phải ánh sáng của thực vật dưới đáy hồ nếu không được nhắc nhở rất dễ bị nhầm thành một khó phân biệt được viên cương có người động tay động chân trong hồ trồng thực vật phát sáng để che thứ gì đó tạo ra sáu khu vực hắc ám vì thế có thể phản chiếu tinh quang hai người quản viên bừng tỉnh ngộ khẽ gật đầu biểu thị tán thành Nghiêu hữu Đạo, người nhìn lại vị trí đổ bóng của Tính Quang Sáu nơi thấy giống cái gì? Viên Cương Kiếp trước cùng Nghiêu hữu Đạo làm việc nhiều năm, tuy không thông nhưng thấy nhiều cũng quen mắt, cũng có chút ảnh hưởng, vài thứ căn bản vẫn biết. Sau khi nhìn cẩn thận một chút, kêu lên, vị trí hơi giống thất diệu thái âm, có điều không thấy thái dương. Nghiêu hữu Đạo lắc đầu, nhắc nhở, ngôi sao này vốn không có thất diệu lấy đâu ra thái dương? Trên trời không có thái dương, mặt đất có, có người thiết kế thái dương trên mặt đất. Viên Phương không kìm được chen mồm vào, trên mặt đất làm gì có Thái Dương. Trên mặt đất sao giấu được Thái Dương, rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh, quản Phương nghi khinh bỉ, đồ ngốc ngươi, là ý kia kìa. Nghiêu hiểu đạo, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cung. Có người đảo ngược âm dương, còn bố trí thất diệu trên mặt đất. Viên Cương, chỉ thấy lục diệu, Thái Dương đâu, bên ngoài huyến giới có Thái Dương. Nghiêu hiểu đạo dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, âm dương đảo ngược, phạm vi trận này rất lớn, chỉ e vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Khi ở ngoài huyễn giới xuất hiện nhật thực, cánh cửa huyễn giới sẽ mở ra, cánh cửa huyễn giới mở ra rất có thể liên quan đến trận này. Thất diệu trên mặt đất cũng chính là ngôi sao trên đất, trận này nói không chừng chính là mượn sức của trời sao trong truyền thuyết, nếu đúng như vậy, dưới cản trở của sức mạnh trời sao, e là vân cơ chưa chắc đã có thể độn thổ rời đi được. Ánh mắt mấy người trên đỉnh núi cùng nhìn về nơi vân cơ độn thổ rời đi viên cương thế gian thật sự có trận pháp thần kỳ vậy sao tình hình mở ra của cánh cổng huyễn giới chẳng lẽ không thần kỳ sao giống như pháp lực bình thường có thể làm được sao nghiêu hữu đạo hỏi ngược một câu viên cương trầm mặc sau khi tiến vào thế giới này rất nhiều thế giới quan vốn có lần lượt bị phá vỡ nghĩ kỹ lại có lẽ là do bản thân vô tri quản phương nghi không kìm được chen vào đừng nói mấy chuyện đó nữa thực tế chút đi chúng ta phải làm thế nào để rời khỏi đây mới là chuyện chính thời gian không còn nhiều đừng uổng phí nữa nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm mặt hồ nói thái dương bên ngoài là thật thái dương ở đây là giả viên cương hỏi thái dương bị thiếu kia ở đâu nghiêu hữu đạo đánh giá xung quanh nấp rồi nấp rồi viên cương nghi hoặc nhìn từ thế núi xung quanh có người bày trận sơn thủy di chuyển bày cửu cung bát quái trận nghiêu hữu đạo chỉ lên trời lại chỉ mặt hồ bố trí tam tài trời là thiên bàn hồ quang phản chiếu là cửa xuyên qua âm dương hồ là môn bàn đất là địa bàn âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí vẫn quy về cửu cung. Có người đảo ngược âm dương, điên đảo càn khôn, trời biến thành địa bàn, đất biến thành thiên bàn, hồ thì không thay đổi, vẫn là môn bàn. Vì thế thất diệu ở trên đất, nhìn xuyên qua môn bàn. Ẩn một trong thất diệu, mất thái dương, thiên bàn ở mặt đất có người thiết kế thuật pháp kỳ môn độn giáp. Quản phương nghi và viên phương hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chủ yếu là thuật ngữ mà họ chưa từng nghe thấy. Viên cương nghe thì có thể hiểu được một chút, kinh ngạc kỳ môn độn giáp. Ánh mắt nghiêu hiểu đạo sáng rực, phóng mắt gật đầu, độn giáp chính là trí tôn trong thập can, ẩn mà không lộ, thái dương trong thất diệu hẳn được giấu trong đó, tìm được thái dương là tìm được nhãn trận, cũng có thể mở ra cửa sinh của trận này rời đi. Đạo lý có lẽ dùng loại với thái dương bên ngoài, tìm được thái dương, sản sinh nhật thực, huyễn giới sẽ khởi động cửa sinh. Không biết người phong tỏa huyễn giới năm đó coi thường sự tồn tại của nhật thực hay là cố ý. Cuối cùng đã nghe hiểu hắn đang nói gì, quản phương nghi hưng phấn nói, nghe không hiểu, có điều nghe ngươi nói có vẻ cũng rất có lý, hẳn không phải chỉ là võ mồn, mau tìm đi, tìm Thái Dương ra đi. Nghiêu hữu đạo hơi cười một tiếng, chỉ tay về phía hồ nước, hồ là môn bàn, cửa vào ở trong hồ. Quản phương nghi kinh ngạc, phải lặn xuống đáy hồ sao. Nghiêu hữu đạo lắc đầu nói với viên cương, thất diệu chỉ đường. Viên cương khẽ gật đầu, dường như hiểu ra, nhưng vào lúc này, ven hồ cách đó không xa vang lên tiếng phịch, một âm thanh vang lên, có một người từ mặt đất nổ ra, bước lảo đảo, cả người đầy bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo tà tơi, trật vật không chịu nổi, khóe miệng còn có vết máu. Người bay ra khỏi mặt đất chẳng phải ai khác, chính là Vân Cơ, mạng che mặt đã chẳng còn nữa, để lộ ra gương mặt bẩn thỉu. Vân Cơ thở hổn hển nhìn xung quanh, nhìn thấy mộ tưởng do mình làm ra, dường như thở phào, có vẻ thấy rất may mắn. Sau đó lại nhanh chóng nhớ ra gì đó, đám nghiêu hữu đạo đâu. Vân Cơ nhanh chóng quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn thấy mấy người đứng trên đỉnh núi dưới ánh sao bà ta lập tức phi thân lên sau vài lần bay lên đáp xuống cũng bay xuống đỉnh núi vừa gặp mặt đã nói một câu dưới mặt đất không ra được mấy người không kìm được đánh giá vị này thì thấy giày trên chân cũng đã mất đang đi chân trần ngay cả cặp đùi trắng tuyết dính bùn đất cũng lộ ra ngực cũng lộ ra khá nhiều đặc biệt là nửa bộ ngực căng đầy rất hấp dẫn sự chú ý của người khác chú ý tới ánh mắt của mấy người vân cơ cúi đầu nhìn hai tay vô thức ôm lấy ngực cả giận nói nhìn cái gì ba người đàn ông lập tức xấu hổ cùng nghiêng đầu nhìn qua nơi khác quản phương nghi cùng là nữ nhân cũng không cần né tránh nhưng có điều ánh mắt đầy cổ quái không ngờ nghiêu hữu đạo đã dự đoán đúng thật sự không chạy được không mang theo quần áo dư trên người ai có áo choàng cho mượn một chút vân cơ cũng ngại ngùng đưa ra thỉnh cầu nghiêu hữu đạo vội ho một tiếng hầu tử mượn cái trên người triều thắng hoài ra dùng đi viên cương xuống núi tìm huyết la sát trông coi triều thắng hoài lột áo ngoài và giày của gã về, ném cho Vân Cơ. Vân Cơ quay lưng lại với mấy người mặc vào, kết quả phát hiện quần áo Thượng Thanh Tông cũng rách dưới, có điều so ra vẫn tốt hơn của bà, có thể giấu được những nơi phát ra xuân quang là được, không có điều kiện cũng chỉ có thể chấp nhận. Được rồi, Vân Cơ lên tiếng, lúc này ba người đàn ông mới xoay người lại, ánh mắt vẫn cổ quái, vị trước mắt lúc này khác một trời một vực với vẻ cao nhã đoan trang lúc đầu, quý nhân và ăn mày cách biệt có thể không lớn sao cuối cùng cũng lộ gương mặt thật với mọi người, có điều hơi bẩn một chút. Nghiêu hữu đạo hỏi, tiền bối sao biến thành thế này? Vân cơ, dưới mặt đất có sức mạnh kỳ lạ rào sát, vô cùng quỷ dị, ta cũng nghĩ hết cách nhưng không thể phá ra được, suýt chút nữa mất mạng dưới lòng đất, may là ta am hiểu độn địa nếu không khó thoát một kiếp, có thể nói may mắn đào thoát được. chương 685, âm dương nghịch chuyển 2 Nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu, tao ngộ của đối phương tương đương chứng minh phán đoán của hắn, trận này quả nhiên là mượn sức mạnh trời sao, từ đó hắn cảm thấy có thêm chút tự tin. Những người khác cũng thầm kêu may mắn, may là không đi với vị này, nếu không ngay cả người độn thổ còn thành ra thế này, người theo cùng còn mạng được sao. Không sao là tốt rồi, như hữu đạo Trần An một câu, vân cơ không chịu từ bỏ như vậy, dưới mặt đất không được, vậy xem ra phải thử trên trời, trước đó sao chúng ta không nghĩ tới việc nhở đám bướm la sát mang chúng ta bay ra ngoài. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, nếu như ta đoán không nhầm, bay ra từ không trung cũng không được người không thấy đám bướm la sát gặp ở đây cấp bậc tương đối cao sao hẳn là do bị nhốt lại ở đây khá lâu có điều với bướm la sát mà nói nơi này có đồ ăn thích hợp của chúng ở trong này cũng sống được từ đó phàm những bướm la sát xông vào nơi này đều trở thành hộ pháp của nơi này phân cơ người không thử một chút sao biết được bà ta đã đạt được bảo vật nóng lòng rời đi Nghiêu hiểu đạo không rảnh rỗi rông dài mấy lý luận trận pháp vừa chỉ điểm cho viên cương ban nãy với bà ta thêm lần nữa, trong phút chốc không thể nói rõ với người được, nói thế này nhé, ta có hiểu sơ về trận pháp, ban nãy quan sát kỹ, phát hiện trận này điên đảo càn khôn, có sức mạnh của trời sao gia trì, trên mặt đất không khác gì bầu trời sao. Trời sao mênh mông, chỉ dựa vào hai cánh của bướm la sát có bay gãy cánh cũng không bay được bao xa, cộng thêm sự vặn vẹo của sức mạnh trời sao, bay tới bay lui cũng không thể bay ra được chắc chỉ bay qua bay lại ngay tại chỗ. Vân cơ nhất thời không hiểu rõ hắn nói cái quái gì, có điều có thể hiểu được một điểm, người đã nhận ra áo bí của trận này. Nghĩ được cách có thể rời khỏi đây, có thể thử xem sao. Nghiêu Hữu đạo khẽ gật đầu, quay đầu nói với viên cương, âm dương nghịch chuyển, thất diệu chỉ đường, đi ngược vị trí sắp xếp. Viên cương gật đầu, chạy xuống núi nhấc chiều thắng hoài đang hôn mê lên, tạm thời bỏ qua sự hỗ trợ của bướm la sát, ném chiều thắng hoài cho viên phương khiêng, bản thân tìm quản phương nghi mượn sức quản phương nghi lập tức nâng cánh tay hắn ta song song bay xuống núi viên cương chỉ hướng đi trước dẫn đường những người còn lại đi theo nhưu hiếu đạo cũng ở phía sau nhìn không phải để viên cương đi trước mạo hiểm mà theo thói quen xưa nay cố ý dạy bảo viên cương để viên cương tự mình ra tay cho quen viên cương sai sử quản phương nghi dẫn hắn ta tìm ra vị trí thái âm của 6 điểm sáng trong hồ lúc đầu là theo trình tự đảo ngược từ dưới lên nhưng nghe nhưu hiếu đạo nhắc nhở Muốn âm dương nghịch chuyển nghịch hành thì lấy thái âm làm đầu, lộ tuyến phải ngược lại. Quản Phương nghi dẫn theo viên cương bay lượn, đáp thẳng xuống vị trí thái âm trên mặt hồ. như Hữu Đạo ở sau nhắc nhở Viên Phương, theo đúng vị trí hắn hạ xuống, đừng đạp lung tung. Cũng là đang nhắc nhở những người khác, Viên Phương đang vác chiều thắng hoài liên tục gật đầu, lên xuống theo sát vị trí viên cương. Cả đám quẹo đông quẹo tây trên mặt hồ, dựa theo chỉ điểm phương hướng cuối cùng, lần lượt đáp xuống bờ. Nưu Hữu Đạo và Viên Cương còn đỡ những người khác vừa đáp xuống mặt đất liền kinh ngạc, vội ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đứng giữa một vách núi dốc đứng. Từ lúc nào bên hồ đã có vách núi này, trước đây căn bản không hề nhìn thấy, cả đám nhìn sang, càng giật mình hơn, hồ nước lớn như vậy đã không thấy đâu, sau lưng là một rừng núi. Lúc này Nhiêu Hữu Đạo tiến đến, nhìn vách núi chắn ngang không có đường đi trước mặt, lầm bầm nói, đáng tiếc không có la bàn. Không có la bàn, hắn đành phải bấm ngón tay, kết hợp địa hình xung quanh, dựa vào quẻ số để suy đoán hướng đi chờ một lát sau nghiêu hữu đạo lại quay đầu lại nói đi theo ta cả đám cùng gật đầu vách núi đột nhiên xuất hiện trước mặt đã chứng minh tất cả mọi người đã tin phục ngoan ngoãn nghe theo nghiêu hữu đạo nhắm vị trí phía trước bên trái bắt đầu dẫm bước tiến lên mấy người theo sát phía sau chẳng sao người sau cùng còn chưa bước đi thì đã thấy nghiêu hữu đạo sau khi bước được mấy bước liền biến mất trong lòng run lên may là người phía trước vẫn còn đó nên vội đi theo cả nhóm nối đuôi đi theo nhau người sau theo sát người trước tiến lên đi về trước mấy bước bỗng lại bước sang phải mấy bước cứ di chuyển qua lại như vậy cuối cùng tất cả mọi người lại xuất hiện trước mặt mình cả nhóm đứng trước vách đá nghiêu hữu đạo bấm tay tính một lúc nhìn chằm chằm về phía một kẽ hở nhỏ bé trên vách núi cất bước bước vào biến mất trong hư không trước mặt tất cả mọi người viên cương bước theo cũng biến mất có kinh nghiệm trước đó cả đám lần tung vào tường còn chưa tung vào tường thì phía trước lại mở rộng chân đã bước vào trong một hẻm núi rộng lớn Mọi người không cần căng thẳng, đến đây là có thể tự do đi về phía trước rồi. Như Hữu đạo vừa đi vừa nhắc nhở một tiếng, viên cương vác người chạy tới bên cạnh hắn, cảm thấy vẫn là ở cạnh đạo gia an toàn hơn một chút, vừa đi một bên vừa cười hì hì nói, đạo gia, vì sao trận pháp này thần kỳ vậy, vừa bước một chân vào kẽ hở đã biến thành một hẻm núi rồi. Như Hữu đạo ha ha nói, nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói không thần kỳ cũng không thần kỳ, đó là xem ngươi lý giải thế nào. Trận này mượn sức mạnh trời sao, giống như đạo lý bướm la sát không thể bay ra ngoài được khoảng cách nhìn như ngắn ngủi nhưng có lẽ lại cách bầu trời sao xa xôi không tìm được đường tắt người sẽ chẳng thể nào đến được ngược lại khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến thứ mắt có thể nhìn thấy mặc người bay tới bay lui trên không trung cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của sơn cốc này viên phương đạo gia nắm được phương pháp này vì sao khôn bày trận này trong nhà tranh chúng ta ở sau này không phải chúng ta có thể gối cao không lo lắng nữa sao nhưu hiểu đạo ta không hiểu bày trận hoàn toàn là người ngoài ngành. Viên Phương kinh ngạc, làm sao có thể như vậy? Đạo gia nói đùa, như hữu đạo, biết nhìn và biết làm là hai chuyện khác nhau. Giống như một ngôi nhà, người biết cửa ở đâu, vào trong vừa nhìn bố cục là biết nên đi thế nào, biết từ đâu đi xuyên qua đâu, từ trên lầu nào xuống lầu nào nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể xây được ngôi nhà như vậy như thợ xây. Biết nhìn biết nói thì dễ, thực sự làm ra tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là người bố trí trận này có thể rời núi rời nước làm cục, không phải chuyện người bình thường có thể làm được, còn có thể mượn sức của trời sao sử dụng, rất không đơn giản, là cao thủ trận pháp thật sự, ta khó mà theo kịp nên không dám tự đại. Coi như người cũng tự biết mình đấy, ngoài miệng quản phương nghi châm chọc một câu nhưng trong lòng thầm chật chật. Vốn bà ta nghĩ nghiêu hữu đạo này chỉ giỏi thủ đoạn, không ngờ thật sự có chút thực học. Đạo lý rất đơn giản, nếu nơi này thật sự dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy, cũng không đợi đến phiên nghiêu hữu đạo nhàn nhã bước ra điều này không phải chỉ dựa vào hai chữ vận khí là có thể giải thích gặp được cơ hội không có năng lực nắm lấy thì lấy đâu ra vận khí trên đường tới đây vân cơ nhìn thấy mọi thứ cũng âm thầm kinh ngạc hỏi một câu chúng ta đang ra ngoài hay đi đâu viên phương quay đầu ha ha nói tìm thái dương thái dương vân cơ ngạc nhiên cho là mình nghe lầm quản phương nghi lãnh đạm giải thích chính là tìm nhãn trận tìm ra nhãn trận mới có thể tìm được cửa sinh rời đi à vân cơ gật đầu hiểu ra trong nháy mắt cả nhóm ra khỏi hẻm núi, tình hình trước mắt lại biến đổi. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện khiến mọi người không kịp phòng bị. Nó cứ thế đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Hẻm núi sau lưng đã biến mất dạng, quay đầu nhìn lại chỉ có một mảnh rừng núi. Cung điện trên cơ bản đã bị năm tháng vùi lấp, rêu xanh phát sáng bám đầy, dây leo phát sáng quấn quanh, nửa lộ ra bức tường, mái đình cong cong, hình dáng cung điện hiện ra khá rõ, rộng rãi to lớn. Chương 686, hành cung của Thương Tụng tất cả đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài con bướm phát sáng vỗ cánh lên xuống, ngay cả bướm la sát cũng không thấy đâu. Tất cả mọi người đều sướng sờ nhìn một lúc, vân cơ chợt hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ chính là hành cung hoàng đế vũ triều thương tụng trong truyền thuyết sao? Quản phương nghi chật chật nói, chứ cái đó e là không có nơi thứ hai đâu. Viên phương hết nhìn đông lại ngó tây, thái dương đâu? Viên cương nhìn về phía như hữu đạo, hỏi cung điện này e chính là thái dương kia. Nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu, chính hắn cũng hơi bất ngờ, độn giáp giấu mà không lộ, trí tôn trong thập can, thái dương ẩn nấp trong thất diệu chính là tòa cung điện này. Có điều ngấm lại cũng không phải không thể lý giải, nếu thật sự là trận pháp do thương tụng hoặc ly ca đặt ra thì dùng hành cung của mình đặt ở vị trí trí tôn cũng rất bình thường. Nói cách khác, tòa cung điện này chính là nhãn trận của cả đại trận. Làm sao bây giờ, quản phương nghi quay đầu lại hỏi Nhiêu Hữu Đạo bước kế tiếp. Nhiêu Hữu Đạo chưa nhiều lời, sau khi cẩn thận nhìn kỹ xung quanh một lượt, lách mình bước ra, lên xuống mấy cái đáp thẳng trước cửa cung nguy nga. Những người khác cũng theo đến, cùng hắn nhìn xung quanh rồi bước vào trong cửa cung, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mấy người. Cung điện huy hoàng đã bị tuế nguyệt che giấu vết tích, lộ ra vẻ điều hưu và thê lương nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí phái từng có. Không phải có rất nhiều người muốn tìm hành cung này sao? Đã tới, mọi người không định tham quan mở mang kiến thức một chút sao? Thấy mọi người bộ dạng cẩn thận theo sát mình một tấc không rời, nhiều hữu đạo cười khan một tiếng chọc. Quản phương nghi mắng, mạng quan trọng hay ngắm cảnh quan trọng. Đừng làm rộn nữa, thời gian không còn nhiều, trước khi huyễn giới đóng lại mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi, mau tìm nhãn trận mở ra cửa sinh đi. Nhiều hữu đạo ha ha một tiếng, ánh mắt rơi lên cung điện to lớn phía trước, dẫn đám người đi tới trước điện chính của cung điện. Không leo lên bậc thang, nhiều hữu đạo phi thân lên, trực tiếp đáp xuống nóc nhà, cũng là nơi cao nhất trong cả cung điện. Ngắm xung quanh, bấm ngón tay tính toán một hồi, cuối cùng ánh mắt nghiêu hữu đạo rơi vào chính giữa cung thành. Nơi đó có một cung điện dạng ống tròn chiếm cứ, phất tay chỉ chỉ, nếu không nhầm, đó chính là nhãn trận. Bản thân bay đi trước, cả đám đi theo. Lần lượt đáp xuống ngoài cung điện dạng ống tròn thì phát hiện tòa cung điện này không chỉ có một cánh cửa, hình như hơi kỳ lạ nên không ai dám tự tiện xông vào. Cung điện này rõ ràng cũng không có kiến trúc kết cấu gạch đá như những cái khác mà hình như đều kết cấu bằng kim loại. Nghiêu hữu đạo dẫn mọi người đi quanh một vòng, phát hiện có 8 cánh cửa, cầu thang nối đến 8 cánh cửa cũng làm rất cẩn thận, mỗi cách cửa đều đóng chặt, hình như không thấy có cửa sổ. Bát quái, viên cương nhìn về phía nghiêu hữu đạo nói, nghiêu hữu đạo hơi gật đầu, lại lách mình phóng lên, đáp lên đỉnh cung điện dạng ô xòe, chậm rãi đánh giá xung quanh, bấm ngón tay tính toán phương hướng, đợi một lát lại đáp xuống một bên khác. Đám người vội vàng chạy sát đến bên đó, có thể nói theo sát nghiêu hữu đạo, cũng không dám chạy loạn trước đó ký ức lúc theo sát mà người vẫn đột nhiên biến mất không thấy đâu mọi người vẫn còn nhớ rất kỹ. Càn khôn đảo ngược, như hữu đạo chỉ vào đồ án cửa khó trên bậc thang nói. Viên cương lập tức nhảy lên bậc thang, đến trước cánh cửa, sau khi chậm rãi nhìn kỹ đồ án trên cánh cửa khó, năm ngón tay nhấn lên trên, thử chuyển động một chút, khóa cửa truyền đến tiếng rắc khẽ. Xác nhận thật sự có thể chuyển động, viên cương lập tức không do dự nữa, răng rắc răng rắc chuyển động đồ án trên cửa bị khóa sau khi sắp xếp lại hoàn chỉnh bước đồ án chuyển động trên cánh cửa khóa cả khung cửa dường như cũng chấn động ầm một cái cả cánh cửa hơi nhích vào trong một chút hai tay viên cương đẩy trên cửa tiếng kim loại nặng nề phát ra cánh cửa chậm rãi bị đẩy lùi ra sau viên cương bước một bước vào trong xem thử mới quay đầu khẽ gật đầu với đám nghiêu hữu đạo đang đợi dưới bậc thang nghiêu hữu đạo cất bước lên bậc thang những người còn lại cũng vội lên theo cẩn thận tìm kiếm trong điện Cung điện không có cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng trong điện không hề tối tăm như tưởng tượng, dường như có những điểm sáng xuyên vào trong, trên nóc nhà chạm khảm không ít tinh thạch, chiết xả ánh sao lên tám trụ đồng trong cung điện khiến tám trụ đồng đầy những đường vân lộ ra cảm giác âm u, thần bí. Keng, lúc Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm một tiếng vang giòn phát ra, cúi đầu nhìn thì thấy mặt đất là kim loại, trên mặt đất cũng có đường vân. Suy nghĩ trong nháy mắt trở về cổ mộ gặp nạn kia, một cảm giác quen thuộc lờ mờ ập tới. Sướng ra gì vậy? Quản phương nghi hỏi, như hiểu đạo lấy lại tinh thần, dò xét bốn phía, phát hiện trong điện trống giống gần như không có gì khác, chỉ có tám trụ đồng và một đỉnh bát giác dạng kín chính giữa tám trụ đồng, không biết bên trong chứa thứ gì. Hắn bước tới, kiếm trống trong tay cũng phát ra tiếng keng keng, có thể nghe được hư thực dưới mặt đất kim loại. Đi quanh tám trụ đồng một vòng, phát hiện bát giác đỉnh chính giữa cũng có tám mặt đối với tám với tám khóa mật đồ văn bản xoay. Lúc đi vòng thứ hai, nhiều hiểu đạo lại bấm tay tính phương hướng, cuối cùng dừng lại ở một phương hướng, nhìn chằm chằm một đồ văn trên khóa đồ văn ở một mặt, từ từ nói càn khôn quý vị. Viên cương lập tức đi về phía mặt khóa kia, bắt đầu chuyển động bàn quay đồ văn, khi chuyển động đến càn khôn quý vị trên đồ văn, cả đình bát giác đột nhiên phát ra tiếng rắc giá chuyển động khiến viên cương nhanh chóng lùi ra sau. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, đình bát giác không nhanh không chậm xoay một vòng rồi ngừng lại, đột nhiên nứt ra mấy khe hở, cả đình bát giác như đóa sen nở rộ, chậm rãi lật ra sau. Vù, một cỗ kình phong toát ra từ trong đỉnh vỡ ra khiến cả tòa cung điện như cuồng phong gào thét, cả đám cảnh giác lui lại. Ầm, uhm, bên dưới cả tòa cung điện rơi vào chấn động, đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh tối tăm minh mông đang lan ra. Trong điện vẫn còn khá ổn, ngoài điện thì như biển gầm, tiếng sóng ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng khiến người ta có cảm giác long trời lở đất. Cả đám lập tức đến cổng quan sát tình hình bên ngoài như thế nào thì thấy những thực vật phát sáng đều bị xé nát bay múa điên cuồng trong bụi mù, bụi mù cuồn cuộn bay ra bốn phương tám hướng. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện dị tưởng như vậy, Nhiêu Hữu Đạo lách mình ra, nhanh chóng bay lượn đến một nóc nhà tương đối cao quan sát, những người khác cũng đi theo bay tới quan sát. Ở trên cao nhìn ra xa hơn, vị trí của bọn họ như ở trung tâm của vụ nổ, bụi mù đang lan ra theo hình tròn xé rách những thực vật phát sáng rồi như làn sóng lan nhanh. Cơn sóng tấn công tới đâu, rêu xanh và dây leo che đậy cung thành đều bị quét sạch sành xanh. Cả cung thành như gặp phải một trận tẩy rửa triệt để, trong nháy mắt cơn sóng tấn công đến cung điện đã trở lại diện mạo thật sự, tất cả những vật bám đều bị quét sạch, trả lại hình dáng ban đầu cho cung thành. Không chỉ như thế, cơn sóng tấn công lao ra khỏi cung thành, lại tiếp tục gột rửa dãy núi, giống như muốn xé bỏ tất thảy ngụy trang. Nơi bụi mù của sóng tấn công đi qua, núi non biến dạng, núi rừng vốn cao ngất biến mất, khu rất trống vốn bằng phẳng xuất hiện từng dãy núi. Bụi mù đi xa, dần dần biến mất tiếng ầm ầm cũng như tiếng hành quân dần lặng lẽ. Xung quanh khôi phục yên tĩnh, chỉ có hình dạng mặt đất dãy núi bên ngoài là hoàn toàn thay hay đổi, hoàn toàn khác biệt địa thế từng thấy lúc trước. Nhìn cung thành được rửa sạch như mới, lại nhìn địa thế thay đổi ngoài cung, cả đám im lặng. Sau một lúc lâu, quản phương nhi mới sững sờ hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra, như hữu đạo cao mày từ từ nói, trận phá rồi. Hẳn là đã khôi phục lại địa hình vốn có bị đại trận thay đổi, cửa sinh hẳn đã mở, hẳn có thể rời đi rồi chương 687, Thánh La Sát. Vân cơ không kìm được thở vào một hơi, vậy chúng ta thử xem có thể ra ngoài được không đi. Đúng lúc này một tiếng ưm yếu ớt mà lười biếng như có như không truyền đến, mặc dù âm thanh không lớn nhưng nơi này rất yên tĩnh nên mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía cung điện dạng ống tròn, âm thanh dường như truyền ra từ đó, hình như là âm thanh của con người. Nhưng mọi người gần như đều ở đây, không thiếu ai, viên cương chợt hỏi viên phương, chiều thắng hỏi đâu viên phương sửng sốt một chút chỉ về phía cung điện dạng ống tròn ban nãy nhất thời tiện tay đặt hắn xuống rồi viên cương đi mang tới đây viên phương gật đầu lập tức bay xuống nóc nhà lao thẳng đến cung điện tròn nhưng vừa tới cửa cung điện tròn viên phương đột nhiên dừng bước ở trước cửa ngay sau đó trong điện có chút ánh sáng màu bạc thẩm thấu mà ra viên phương không biết đang nhìn thứ gì chậm rãi lui ra sau dường như không dám tiến vào dị thường như vậy khiến nghiêu hữu đạo lách người đến đầu tiên cảm đám đều bay tới, muốn xem thử rốt cuộc là gì. Nghiêu hữu đạo vừa rơi xuống bên cạnh viên phương, ánh mắt nhìn vào trong điện, cả người liền ngẩn ra. Viên cương chạy tới cuối cùng đến bên cạnh đám quản phương nghi, chỉ nhìn một chút, ai nấy đều đứng cứng ngắc không nhúc nhích trước cửa ra vào. Chiều thắng hoài đang nằm một bên trong điện, vẫn bất tỉnh, xung quanh có xảy ra chuyện lớn đến mấy cũng vẫn không nhúc nhích. Bị chế trụ, không ai giải trừ cấm chế nên vẫn chưa tỉnh lại. Mấu chốt của vấn đề không phải chiều thắng hoài còn sót lại trong phòng mà cái đỉnh bát giác giữa tám trụ đồng như đóa sen nở rộ đã hoàn toàn mở ra trên mặt đất, thứ trong đỉnh bát giác lộ hẳn ra trước mặt mọi người. Một cái ghế, một cái ghế bạch ngọc, lấp lánh dưới ánh sao chiếu xạ trong điện, điều khắc rất tinh mỹ, giống như vương tọa Có lẽ trên ghế vốn nên có một người ngồi, có lẽ người ngồi trên ghế hẳn bị phong bế ngủ say trong đỉnh bát giác. Cũng hoàn toàn chính xác là có một người, một người trần như nhộng, đối mặt vương tỏa, lưng tựa vào tay vịn vương tọa, đưa lưng về phía đám người ngoài cửa. Người kia tư thái hiểu điệu, không một mảnh vải, vòng eo mềm mại tinh bế, bờ mông tròn trịa mê người, một đôi chân dài, màu da tuyết trắng, bóng lưng phong tình vô hạn, hình như là một mỹ nhân. Có điều sau lưng hình như có xương cứng như ngân giáp hình chữ phi bám trên lưng, trên xương cứng ở vị trí hai bả vai có hai vết dạn, ánh sáng màu bạc đang thẩm thấu ra từ hai vết dạn này, lóe lên quang mang. Một mái tóc bạc như thủy ngân dài ngắn không đều, trên ngón tay khoác lên vương tọa là năm móng nhọn màu bạc, xương cứng trên bắp tay nhỏ gầy cùng với cánh tay như cơ thịt lộ rõ đường cong, đôi chân thon dài cũng vậy, tràn đầy mỹ cảm đáng sợ. Người Trần Chuồng vịn vương tọa chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn rõ dung nhan chính diện ngửa mặt lên trời a. À. Một tiếng một ngạt mà xa xăm, không biết truyền đạt tin tức gì làm chấn động lòng người. Thời khắc âm thanh trầm trầm này vang lên, mái tóc bạc không gió mà bay, hơi rối mà phiêu diêu, mê loạn. Quang mang ngân sắc trong hai khe hở trên vai cũng mạnh hơn, giống như có thứ gì đang từ từ mọc ra. Đám người ngoài cửa nhanh chóng nhìn rõ mọc ra thứ gì, hai cánh, hai cánh bướm đang chậm rãi mọc ra, chậm rãi giãn ra, phát ra ánh sáng mê người. Thánh la sát, quản phương nghi lẩm bẩm ra suy đoán trong lòng mọi người. Từ thời khắc bắt đầu nhìn rõ thứ gì, tất cả mọi người đều ý thức được, quái nhân tóc bạc có lẽ chính là vương giả của điệp mộng huyễn giới trong truyền thuyết, hẳn là thánh la sát trong truyền thuyết nhất là thời khắc mọc ra cánh bướm thì càng khẳng định hơn. Không ai ngờ tới, bao gồm như hữu đạo cũng không ngờ thánh la sát trong truyền thuyết lại bị phong ấn ở nhãn trận của đại trận. Trước đó luôn cẩn thận đề phòng, nhưng chạy tới chạy lui cũng không thấy, đều cho rằng dù truyền thuyết là thật nhưng vài trăm năm trôi qua rồi, kẻ gọi là thánh la sát gì đó hẳn đã chết, có nằm mơ cũng không ngờ vẫn còn sống, lại nấp trong nhãn trận mở ra. Trước đó còn luôn tin rằng mở được nhãn trận có thể mở ra đường sống, giờ tìm được nhãn trận mở ra đường sống rồi, có điều không biết là mở ra đường sống của ai. Mở ra đường sống cho bọn hắn hay mở ra đường sống cho Thánh La Sát được giải phong ấn. Với nhiều hữu đạo mà nói, đại trận này cho hắn một cảm giác tương đối may mắn, không phải đại trận sát cơ khắp nơi, không phải loại trận pháp nhất định phải đưa người vào chỗ giết chóc, chỉ cần không miễn cưỡng làm bừa, cùng lắm chỉ bị nhốt, không có dấu hiệu gì là không chết không tha. Bây giờ mới phát hiện mình bị mê hoặc, trong nháy mắt mở ra đường sống lại để lộ ra một quái vật nguyên anh kỳ trong truyền thuyết đang được cất giấu ở đây mình đã tự tay thả ra một quái vật như vậy cuối cùng là người mở ra đường sống đường sống đâu hay là ép người mở ra đường sống vào đường chết như hữu đạo liếc mắt nhìn chiều thắng hoài nằm hôn mê trên mặt đất trong biệt, không để ý tới hắn thấp giọng ra hiệu đi đối mặt với quái vật hoàn toàn không rõ nội tình này chẳng thể đưa ra được bất kỳ phán đoán gì trước khi xác định rõ nông sâu của quái vật này hoặc có phải bạn bè hay không, nhiều hữu đạo không dám đặt cược lung tung. Vẫn nên nghĩ cách tránh đi rồi tính sau, làm sáng tỏ tình huống rồi hẳn đưa ra dự định khác cũng không muộn. Cả đám nhẹ nhàng thối lui, cố gắng không phát ra động tính. Hơi lui xa, nhiều hữu đạo ra hiệu quản phương nghi dìu viên cương, mấy người nhanh chóng bay đi, chuẩn bị rời khỏi cung thành này trước hãng nói. Xoạt, một đạo ngân hoa lướt qua đỉnh đầu của đám người, tốc độ nhanh chóng, Chớp mắt bay qua làm cả đám người kinh hãi đáp xuống không dám đi về phía trước nữa. Nữ nhân tóc bạc mọc cánh kia đã phất đôi cánh rắc tia sáng bạc nhẹ nhàng đáp xuống đất, bên cạnh một ao nước. Nước trong ao là nước động chảy ra từ trong núi, tích lại lâu năm. Cô gái tóc bạc đáp xuống bên ao nước ngoảnh sang nhìn mặt nước, mái tóc bạc bay loạn trong gió, một móng tay nhẹ nhàng tiếp xúc gương mặt mình, bộ dạng nhìn vào mặt nước xót phận mình. Lúc này, mọi người mới thấy rõ chính diện của nàng ta những vị trí quan trọng của cơ thể gần như đều mọc ra ngân giáp cứng rắn phòng hộ. Khuôn mặt của nàng ta trông khá kiểu diễm, gương mặt nhọn hình trứng ngỗng, chán và mũi đều là xương cứng ngân giáp, hai răng nanh lộ ra ở miệng dưới, khuôn mặt có đường vân ngân sắc. Dưới ánh sáng của cánh chiếu rọi, những đường vân ngân sắc trên mặt trông như thủy ngân lưu động, do đó càng thêm hương vị yêu dị dày đặc, còn có khí chất tà mị. Nàng khiến người ta có cảm giác, đây là tướng mạo của yêu ma. Tách, một tiếng giọt nước rơi truyền đến. Hình như vị thánh la sát này đang khóc, ít nhất có thể nhìn thấy lệ rơi, một giọt nước mắt tách rơi xuống mặt nước trong ao, nhẹ nhàng giấy lên gợn sóng. Đám nghiêu hiểu đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ vì sao thánh la sát này thút thít, vì nhốt mấy trăm năm rốt cục thoát được nên vui mừng đến phát khóc sao. Thánh la sát nhìn mình trong nước xong, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay năm móng vuốt đón lấy giọt nước mắt rơi bên gò má kia, nước mắt lóng lánh trong lòng bàn tay, dưới quang mang hai cánh chiếu giỏi, giọt nước mắt kia chiếu sáng rạng rỡ. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao ta lại rơi lệ không? Ai có thể nói cho ta, trong lòng ta vì sao lại khó chịu? Giọng nói như đến từ không, thanh âm thanh thúy dễ nghe như đang quanh quẩn trong cả cung thành. Mấy người nhìn chung quanh một lần, chỉ có thánh la sát đứng bên cạnh ao nước mở miệng nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng lên vết nước mắt trên mặt, ánh mắt lộ ra sự mơ hồ, như đang cố gắng nhớ gì đấy vị thánh la sát này có thể nói tiếng của con người sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai trả lời được câu hỏi của đối phương. chương 688, thử xem sao. Nghiêu hữu đạo phất tay ra hiệu, mấy người chậm rãi lui sang bên phải, thử thăm dò phản ứng vị đứng cạnh ao kia. Sau khi xác nhận đối phương không có phản ứng mấy người lập tức quay đầu quay người, bay lượn đi. Đây là thành của ta sao? Ta có ấn tượng, hình như thành của ta, vì sao xâm nhập thành của ta? Mấy người đang ở không trùng, dường như thanh âm quanh quẩn trong cả cung thành kia cũng đang quanh quẩn trong tai họ. Một đạo ngân quang lóe lên trong không trung, thánh la sát vỗ hai cánh chậm rãi đáp xuống tường của cung, đối mặt với mấy người đang bay tới. Xuất phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã vượt qua đám người, cản đường đi của mấy người, nhìn chằm chằm mấy người căng thẳng đáp xuống đất, trong mắt dần nổi lên hung quang, lại phát ra âm thanh quanh quẩn dường như không phát ra từ miệng nàng ta kia, dị loài, vì sao xâm nhập thành của ta. Thái độ của đối phương rõ ràng dần dần trở nên bất thiện, khiến mấy người căng thẳng cao độ. Như Hữu Đạo đang suy nghĩ cách đối phó, ai ngờ Vân Cơ chợt lớn tiếng nói, "Đây không phải ngươi thành. Không phải thành của ta." Trên gương mặt Thánh La Sát đứng trên tường thành cao cao tại thượng lộ ra nghi hoặc, hỏi, "Vậy là thành của ai?" "Vân Cơ, là thành của Thương Tụng, là hành cung của Thương Tụng." "Thương Tụng?" Thánh La Sát cúi đầu trầm ngâm, suy tư một lúc, nỉ non nói, hình như từng nghe đến cái tên này, Thương Tụng là ai? nàng nhìn vân cơ hỏi nghiêu hữu đạo và viên cương trao đổi ánh mắt cảm giác ký ức của yêu nghiệt này hình như có chút vấn đề vân cơ lớn tiếng nói thương tụng là chủ nhân của ngươi còn cả ly Ca, bọn họ đều là chủ nhân của ngươi chúng ta là bằng hữu của chủ nhân ngươi rõ ràng bà ta cũng nhận ra ký ức của đối phương có vấn đề nên muốn lẫn lộn cho qua chuyện ai ngờ lời này vừa nói ra ngữ khí của thánh la sát trở nên lạnh lẽo chủ nhân ai có thể làm chủ nhân của ta ngươi đang lừa gạt ta trong lòng mọi người hơi lo lắng, ý thức được ngạo khí tận trong xương tủy của bướm yêu vương này, cũng ý thức được lời của Vân Cơ có thể làm hỏng việc. Vân Cơ lập tức thấp giọng, không thể bị nhốt ở đây cả được, xin lỗi, ta đi trước, cố gắng dụ nàng ta đi cho các ngươi. Vừa dứt lời, trước mắt soạt một tiếng trở nên sáng ngời, đám nghiêu hữu đạo giật mình, sợ hãi lui ra. Thánh la sát từ trên thành cung bay xuống, đảo mắt đứng trước mặt Vân Cơ làm mọi người không kịp phòng bị. Vân Cơ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn yêu ma trước mắt ở khoảng cách gần thử chậm rãi lui về sau một bước thánh la sát ngươi đang lừa gạt ta ta không lừa ngươi ta cho ngươi xem một vật ngươi sẽ biết phân cơ dứt lời yết hầu cổ động phun ra một viên kim châu trong lòng bàn tay chính là vạn thú linh đan trước đây không lâu đạt được đã nuốt vào bụng đám nghiêu hữu đạo chậm rãi lui ra sau biết phân cơ muốn thi triển uy lực của vạn thú linh đan để ảnh hưởng thánh la sát nhằm thoát thân nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu với ba người xung quanh hiểu rõ ý hắn một khi vạn thú linh đan thật sự có ảnh hưởng với thánh la sát, mọi người sẽ lập tức nhân cơ hội rời đi. Vạn thú linh đan trong lòng bàn tay vân cơ dần tản ra hồng quang, từng huyết vân tụ tập phiêu đáng trong ánh sáng đỏ lướt về phía thánh la sát đối diện. Thánh la sát nhìn chằm chằm huyết vân chậm rãi bay tới quấn quanh mình, vẻ mặt không hề có chút gì dị thường. Vân cơ thì tự thu hồi ảnh hưởng vạn thú linh đan, lắc mạnh đầu. Thánh la sát đưa tay, móng vuốt chụp lấy lòng bàn tay vân cơ, ngay cả vạn thú linh đan cũng bị chụp lại, hai móng vuốt móc lấy vạn thú linh đan trong lòng bàn tay vân cơ cướp đi vạn thú linh đan vào tay nói thứ này làm cho ta không thoải mái người cho ta xem là của ta sao đồ vừa rời khỏi lòng bàn tay vân cơ liền mất đi điều khiển pháp lực huyết quang và huyết vân lập tức rút vào trong vạn thú linh đan đám nghiêu híu đạo im lặng vạn thú linh đan không thể ảnh hưởng gì yêu vương bướm yêu này kế hoạch nhân cơ hội bỏ trốn đã thất bại nhưng đúng lúc này vân cơ đột nhiên đánh lén một quyền đánh vào ngực thánh la sát có thể nói một kích toàn lực muốn thừa dịp đối thủ không đề phòng lấy mạng đối thủ. ầm um, một quyền rất đúng lúc cũng đúng là đánh vào thánh la sát không hề chuẩn bị. Kinh phong bốn phía thánh la sát lảo đảo lui ra sau thân mình hất lên cánh sau lưng như cuồng phong gào thét đập vào vân cơ. binh vân cơ nhất thời như diều đứt dây phun ra một ngụm máu rồi bị đánh bay ra ngoài. nhưng thời khắc nữ nhân này sắp rơi xuống mặt đất một trường vỗ về phía mặt đất đầy phiến đá phiến đá vỡ nứt đất đá bay tán loạn. Thân hình vân cơ uốn éo trực tiếp lao xuống dưới mặt đất, độn thổ, biến mất tăm trong nháy mắt. Một đạo ngân quang như lưu tinh chợt lóe lên, mặt đất ầm vang một tiếng rồi cũng chui xuống dưới mặt đất. Đánh lên tảng đá, đất cát bắn tung tóe, ào ào rơi xuống. Ngay sau đó, liên tiếp vài chỗ trên mặt đất đều nứt ra, dưới mặt đất vang lên tiếng ầm ầm liên tục, gần đó có một tòa nhà do chấn động này mà bị sụp đổ. "Đi." Nưu Hữu Đạo khẩn trương nói một tiếng, lúc này không đi thì chờ đến khi nào? mấy người nhanh chóng bay vút đi. Nhưng vừa bay qua bức tường của Hoàng Cung thì lập tức kinh sợ, trước mắt có rất nhiều bướm la sát. Phải nói là vô số bướm la sát ở phía xa xa vây quanh tòa hành cung này thành một vòng tròn lớn, chỉ cần vỗ cánh hồng quang huyết la sát thì sẽ không biết có bao nhiêu nữa, ở đó vẫn không ngừng có bướm la sát bay tới đây. Nhưng cũng không hề đến gần hành cung, phần lớn bướm la sát bay hoặc đậu ở bên ngoài, cách hành cung khoảng trăm trượt, dường như là đang chờ mệnh lệnh. Số lượng bướm la sát khổng lồ như vậy, lại còn nhiều huyết la sát, khiến đám người nghiêu hữu đạo cảm thấy ra đầu run lên. Lúc đầu nghiêu hữu đạo có nói chia nhau chạy vì tự nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ như này, thánh la sát không thể nào có khả năng đồng thời truy sát nhiều hướng thế được, nếu phân tán đi có thể tăng thêm xác suất chạy trốn. Nhưng cuối cùng lại loại bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì vết máu trên người viên cương dường như khó mà ảnh hưởng đến huyết la sát được, hắn thì không nói rồi, còn đối với quản phương nghi và viên phương thì quá nguy hiểm, cuối cùng vẫn quyết định để viên cương dẫn đầu đội một màn trước mắt này xa vào sự bao vây của đại quân bướm la sát thì càng không có tâm tư mà chia nhua chạy chỉ có thể cả đội xông lên phá vây hầu tử có làm được không nghiêu hữu đạo gào to một tiếng với viên cương thử xem sao đây chính là câu trả lời của viên cương hắn ta cũng không có cách nào thu phục một con huyết la sát còn có chút khó khăn đối mặt với nhiều huyết la sát như vậy ngoại trừ thử xem cũng chẳng còn cách nào khác nghiêu hữu đạo cười gượng cũng chỉ có thể thử xem sao bằng không còn có thể làm gì đây Vân cơ tập kích đã chọc giận Thánh La Sát, còn có thể tin tưởng bọn họ sao? Bên này chỉ ít đối với sức ảnh hưởng của Viên Cương có thể ôm chút hy vọng. Về phần khí tức trên người của Viên Cương ảnh hưởng đối với Thánh La Sát, như Hiếu Đạo cũng chẳng trông cậy vào đó, vẫn là câu nói kia, thu phục một con huyết La Sát còn có chút khó khăn, nếu nói có thể trấn áp được Thánh La Sát, chỉ sợ ngay cả Viên Cương cũng không dám nghĩ. A, à, một tiếng thét giận dữ vang dội trong không gian, mấy người quay đầu nhìn chỉ thấy con thánh la sát từ mặt đất bay lên đang vỗ cánh lơ lửng phía trên hành cung ánh sáng bạc rực rỡ tiếng động đánh nhau đã ngừng lại bên này cũng không biết phân cơ đã tránh được một kiếp hay là mất mạng rồi tiếng của thánh la sát vang lên tất cả bướm la sát bên ngoài đều phục tùng cử chỉ đều trở nên cung kính nhìn thấy tình hình này dùng cái mông cũng có thể nhận ra được sức ảnh hưởng của thánh la sát đối với bướm la sát như hữu đạo lập tức lo lắng rằng thánh la sát sẽ triệu tập đại quân bướm la sát tấn công chương 689, đồng đội ngu như lợn. Sự thật có chút bất ngờ, đại quân bướm la sát bay qua đám người như hữu đạo coi như không thấy, không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ vương phía trên hành cùng đang dạng người rực rỡ. Đi, như hữu đạo hô lên một tiếng, tiếng gọi mọi người tiếp tục tiến lên có chút lo lắng do dự, tiếp tục phá vòng vây của bướm la sát. Một nhóm người trong đám bướm la sát đi xuyên qua tạo ra dao động nhẹ, nhưng những bướm la sát này cũng không hề để ý đến bọn họ cơ bản vẫn hướng về nữ vương ở đó nhiều bướm la sát như vậy tình cảnh này cũng là lần đầu tiên mấy người nghiêu hữu đạo nhìn thấy ở một góc độ khác cũng đã chứng minh địa vị của thánh la sát ở bướm mộng nguyễn giới khiến cho người ta cảm thấy thánh la sát không lên tiếng thì những con bướm la sát không dám nhúc nhích mấy người vừa xông ra khỏi vòng vây của bướm la sát phát hiện phía trước có bướm la sát bay tới có gì đó không đúng hướng cũng không đúng nhìn lại phát hiện vòng vây bướm la sát đằng sau cũng thay đổi hướng phía trên không của hành cung không thấy thánh la sát đâu trong lòng mọi người có chút hồi hộp ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy thánh la sát đang vỗ đôi cánh chiếu sáng dạng dỡ đã đuổi kịp bọn họ đang bay trên đầu bọn họ nhân ra cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa đột nhiên vỗ cánh tăng tốc lóe lên ánh bạc bay lên phía trước ngăn cản bọn họ lại mấy người lập tức chuyển sang hướng khác lại lóe lên ánh bạc thánh la sát lại từ trên không xuất hiện ngăn cản trước mặt bọn họ giọng nói trong trẻo vang vọng, ngoại tộc, lừa đảo, muốn chạy sao. Trọng giọng nói mang theo sự phẫn nộ, mấy người bắt buộc phải dừng lại trên mặt đất, như hữu đạo nhìn chăm chú thánh la sát, chợt quát lên, hồng nương, dẫn hai người bọn họ đi, ta đi thu hút hả. À. Sở dĩ gọi đến hồng nương là bởi vì tu vi hồng nương thích hợp dẫn theo viên cương không biết phi hành, hơn nữa phù triện trên người hồng nương kết hợp với khí tức trên người viên cương thì phải rời khỏi nơi này mới có hy vọng chạy thoát. Đạo gia, đạo gia, đạo gia, gần như đồng thời ba người đều kinh ngạc kêu lên trong lòng có chút cảm động cũng may viên cương biết nghiêu hữu đạo là hạng người nào lúc cần phải hy sinh bản thân hắn chưa từng do dự đây cũng chính là nguyên nhân hắn ta cam nguyện đi theo nghiêu hữu đạo trong lòng quản phương nhi và viên phương đều thật sự xúc động nghiêu hữu đạo vì bảo vệ bọn họ mà hy sinh bản thân hắn lúc này trong lòng hai người đều chua sót không có cách nào hình dung được có vài người lúc thật sự gặp phải chuyện gì đó mới có thể thấy rõ được bản chất nhất là những lúc gặp nguy hiểm đi mau, Ngưu Hữu Đạo quay đầu phẫn nộ quát một tiếng, nhỏ giọng nói, yêu vương này suy nghĩ không được rõ ràng, ta sẽ ứng phó. Mấy người ở đây sẽ thành gánh nặng cho ta khiến ta cũng không thể nào giao chiến với ả. Hầu tử dẫn bọn họ đi mau, có một số việc hắn cũng không nắm chắc, viên cương mím môi lại có vẻ căng thẳng, chợt quát lên với quản phương nghi và viên phương, đi. Nhân lúc ả suy nghĩ không để ý, vẫn chưa phát động tấn công, đi mau. Nghiêu Hữu đạo lại thúc giục một câu, đi, viên cương lôi viên phương chạy trước đạo gia quản phương nghi khó khăn hô lên chưa từng hô lên một tiếng chân thành như thế bao giờ nhưng dưới cái nhìn giận dữ của ngưu hữu đạo cuối cùng bà ta cũng đuổi theo viên cương hạ xuống nhấc viên cương bay lên cùng viên phương lập tức cũng bay lên ngươi biết ta là ai không có biết đồ vật trong tay ta là cái gì không thấy ánh mắt thánh la sát nhìn theo hướng đào tẩu của ba người viên cương ngưu hữu đạo lập tức lớn đặt câu hỏi Đồng chỉ về phía bàn tay đang cầm vạn thú linh châu, thu hút sự chú ý của Thánh La Sát. Hình như Thánh La Sát cũng nghi hoặc về chuyện này, chậm rãi cúi đầu nhìn kim châu trong lòng bàn tay mình. Nhưng đúng lúc này, xảy ra biến động, lúc Viên Cương bị quản phương nghi lôi theo đi qua một con bướm La Sát, đột nhiên rút đao chém, điên cuồng gào lên trực tiếp chém chết một con bướm La Sát đang bay, nó hét thảm một tiếng. Quản phương nghi và Viên Phương đều kinh hoàng, bướm La Sát đã không động đến chúng ta là tốt lắm rồi ngươi lại tự tìm phiền phức vậy chán sống rồi sao thánh la sát đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh bỗng nhiên quay đầu nhìn đả thương đồng loại của nàng ta dường như trong nháy mắt lại chọc giận nàng ta hai cánh đập liên tục trong nháy mắt bay đến nghiêu hữu đạo quay đầu lại hai mắt thiếu chút thì tóe lửa trước đó không rõ tình tình vân cơ đã liều lĩnh động thủ chọc giận thánh la sát khiến bản thân không có đường lui bây giờ lại đến lượt viên cương không khác gì động thủ giết người của đối phương thế thì thương lượng làm cái quái gì Đạo gia, người đi mau. Viên cương vừa vùng đao chém đột nhiên hét lớn một tiếng. Rốt cuộc, quản phương nghi và viên phương cũng hiểu rõ ý đồ hắn ta đột nhiên động thủ, cũng giống như ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, chẳng qua là nghĩ hy sinh bên nay để Ngưu Hữu Đạo có đường thoát mà thôi. Hai người cũng không biết nên khóc hay nên cười, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Không cần viên cương nói, chỉ cần nhìn hành động của hắn ta, Ngưu Hữu Đạo cũng biết hắn ta định làm gì. Lúc này, nhiều hiếu đạo có một ý nghĩ muốn bổ đôi đầu viên cương ra xem trong đầu hắn ta chứa cái quái gì, đến lúc này cũng không biết nên hành động theo cảm xúc hay lý trí, ta không thể trấn áp huyết la sát, ta đi mau. Đi đâu đây, hiện tại viên cương chẳng còn tia lý trí nào, chỉ có bầu nhiệt huyết đang tràn đầy, bởi vì vậy mới xử trí theo cảm xúc. Hắn ta chỉ biết bằng bản lĩnh của đạo gia, chỉ cần tạo ra cơ hội, đạo gia lập tức sẽ có thể thoát thân. Keng, ánh kiếm lóe lên, kiếm trong nhiều hiếu đạo đã ra khỏi vỏ, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng bay đến chỗ viên cương. Hắn đã từng nói, hắn không thích chém chém giết giết. Dưới tình huống có thể không động thủ, hắn sẽ không ra tay, rất ít khi phải rút kiếm để chiến đấu, rất ít khi bộc lộ năng lực của mình. Nhưng một khi hắn rút kiếm ra, kiếm không được nếm máu thì sẽ không trở lại bao. Dường như thánh la sát vẫn chưa quen với việc ra lệnh với bướm la sát, mà lúc bướm la sát đối mặt với nàng ta, hình như không có mệnh lệnh của nàng bọn nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn thuận theo, dù là bị viêm cương giết chết một đồng bạn của mình những con khác vẫn ngoan ngoãn như cũ cũng không ra tay ngăn cản viên cương nhưng mà thánh la sát đã đuổi tới tự mình ngăn cản kỳ thật chính nàng ta cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy bướm la sát bị giết liền phẫn nộ giống như phán đoán của ngưu hữu đạo bây giờ suy nghĩ của nàng ta đang hỗn loạn không biết rõ mình là ai nhìn thấy đồng loại bị giết nên phẫn nộ thực chất đó chính là phản ứng vô thức hết phân cơ liều lĩnh lại đến viên cương làm bậy hoàn toàn chặt đứt khả năng lợi dụng điểm ấy để nói rõ ràng với Thánh La Sát, Ngưu Hữu Đạo mới thật sự là khóc không ra nước mắt kia. Lúc này, cảm nhận của Ngưu Hữu Đạo chỉ có một câu, không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Tránh ra, mắt thấy Thánh La Sát đuổi theo, so với tốc độ của đối phương thì mình không thể trốn đi đâu được, quản phương nhi một tay ném viên cương bay ra ngoài, đồng thời gào lên với viên phương. Nắm trong tay một thiên kiếm phù, bay vút lên cao xoay người, phất tay phóng ra một vệt hào quang đến chỗ thánh la sát. một đạo kiếm ảnh phóng lên trời như ảo giác, lại giống như một vật bằng thạch anh, kiếm ảnh rộng khoảng một trượng, dài đến hơn 10 trượng. vù, không khí chấn động, kiếm ảnh tỏa sát khí lạnh lẽo như thế xét đánh bắn ra, chém thẳng vào thánh la sát. bỗng nhiên đôi cánh của thánh la sát thu lại, bay vút lên cao vung vuốt, ngân huy chảo ảnh cũng như tia chớp, nghênh đón công kích của kiếm ảnh. ầm, um, va chạm giữa không trung vang rội giống như sấm sét giữa trời quang thánh la sát xuyên phá kiếm ảnh tiến công. Chuẩn bị tụ lực giống như vân cơ bị tập kích bất ngờ mà không hề phòng bị, khí thế như hai người khác nhau. chương 690, không có chiêu nào có thể chống đỡ được một. Phi thân vào bên trong sóng ảnh, quản phương nghi lại bị sức mạnh thật lớn, hai tay liêm tục điểm, dẫn dắt phù triện bên trong trào sông ra bộc lộ uy lực, chém ra từng đạo sung thiên kiếm cang, 12 đạo kiếm cương thiên kiếm phủ chém liên tục vào một mục tiêu, thánh la sát. Nhưng lực phòng ngự của Thánh La Sát Cường Hãn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, chẳng trách với tu vi của Vân Cơ Nhân cơ hội đánh lén một kích toàn lực cũng không thể đả thương nàng ta. Uy lực công càng kinh sợ hơn, chào ảnh hai tay mạnh mẽ đánh tan từng đạo kiếm cang, dễ như trở bàn tay ngang nhiên xuyên phá từng đạo kiếm cang bắn tới. Tiếng vang phá tan kiếm ảnh giống như tiếng sét đánh liên hoàn, thanh thế kinh người. Nếu như mở mắt thần nhìn, có thể thấy được yêu khí cuồn cuộn trên người Thánh La Sát, cũng có thể thấy được sức mạnh của quản phương nghi đang cuộn trào như cơn sóng cực quang dị sắc. Thế tấn công của thánh la sát giống như đánh bay thiên ngoại lưu tinh tạo thành từng cơn sóng lớn, đánh tan, xé rách, bóp nát và tiêu diệt sạch sẽ cực quang dị sắc kia. Khí thế tấn công như vậy, quản phương nghi cảm thấy bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng thiên kiếm phủ vừa mới thi triển, uy lực không hao hết thì căn bản sẽ không dừng lại, bà ta bị nguồn năng lượng lớn vây quanh, đã là thân bất do kỳ, không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng này, chỉ có thể tiếp tục tấn công mà thôi. Không công kích cũng không được, đối phương cường hãn như thế, lại nhằm vào ngươi, nên tránh sao? Lúc này, bà ta mới chính thức lĩnh giáo được cái gì gọi là so sánh với cao thủ Nguyên Anh kỳ. Mấy năm nay trong tay cầm Thiên kiếm phù, cho dù là không thi triển nhưng chỉ cần kẻ địch xuất hiện, tu sĩ kim đan nào lại không bị Thiên kiếm phù làm cho khiếp sợ chứ? Nhưng người trước mắt này đâu có sợ Thiên kiếm phù, ngay cả tránh cũng không thèm tránh, còn không thèm nhìn mặc kệ hàng vạn thiên kiếm giống như xét đánh mà vẫn dám đấu lại thì còn gì phải sợ. 12 đạo kiếm cương thiên kiếm phù, không cần quản phương nghi vung kiếm chém lần thứ bảy một quyền của thánh la sát giống như sao rơi đánh tan vầng sáng quanh thân quản phương nghi, với đánh thế xét đánh không kịp bưng tai hóa giải uy lực công kích của thiên kiếm phù. ầm um, một tiếng đinh tai nhức óc, tạo lên một trận gió giống như uy lực lớn của sóng va chạm khiến những cây to lớn trong rừng bật tung cả gốc, đất đá bay mù trời giống như bão cát, bướm la sát bay bốn phía xung quanh ngả nghiêng hết cả, bọn chúng vô cánh trong cơn cuồng phong khó mà có thể ổn định thân mình, những con cấp thấp thì đã bị thổi bay đi. Phụt, quản phương nghi dùng hết cả tu vi để chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngay cả xương sườn trước ngực bị đánh gãy, giống như diều đứt dây bị làn sóng va chạm đánh bay. Trong cuồng phong, viên phương phải chạy chối chết, sau đó lúc quay đầu nhìn lại, cả người bay vụt lên, đón được quản phương nghi, không nói hai lời, lại tiếp tục hoảng hốt chạy vào bên trong cánh rừng, đâu còn quản được người khác sống chết ra sao, trốn trước đã rồi hãy nói. Với hắn ta mà nói, lúc chạy chối chết còn có thể mang theo quản phương nghi đã là tốt lắm rồi. Trong trận gió lớn, phù, đôi cánh ngân huy lần nữa bắn ra, thánh la sát cách mặt đất hơn trường lại mở hai cánh ra, vỗ cánh bay lên, đôi mắt yêu dị trên gương mặt lại đột nhiên nhìn sang chỗ người nào đó. Bên trong sóng xung kích, viên cương lại cứ điên cuồng xông đến, mỗi một bước để lại dấu chân rất sâu, mặc cho cuồng phong gào thét, đất đá bắn vào người vang lên những tiếng bột bộp giòn vang. Phía trước thân thể, vù một tiếng áo bị xé rách, bị trận gió thổi bay. Đôi cánh của thánh la sát hơi vỗ, điều chỉnh hướng bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Bên trong cuồng phong nhiều hữu đạo giống như con cá bơi đến nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, không dám tưởng tượng viên cương và thánh la sát đánh nhau sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không còn kịp nữa rồi. Phá, viên cương xông phá cuồng phong, nhún người nhảy lên, để lộ cơ bắp nửa thân trên giống như tảng đá gồ lên gân xanh cả người nổi lên hao tay vung đao mỗi nhát đao tạo ra rất nhiều đao ảnh liên tiếp bổ xuống đao nhanh dứt khoát hơn hẳn hắn ta trong quá khứ gào một tiếng hổ rít gào nhưng xét đánh vang dội đao ảnh liên tiếp chém xuống keng tiếng sắt thép va chạm vang vọng thánh la sát vừa nhấc một cách tay lên che đầu lại đao quang chém vào cánh tay nàng ta lại phát ra âm thanh của kim loại hơn nữa còn bắn ra tia lửa quả thực cơ thể cường hãn không thể tưởng tượng được. Nhưng lại không thể tiếp tục bay được nữa, khác hoàn toàn với nàng ta lúc nãy từ trên cao dáng một đòn công kích mạnh mẽ, thánh la sát cũng bị một đao kia chém rơi xuống đất. Một cỗ khí thức mạnh liệt khác thường đánh tới, cũng khiến ánh mắt của thánh la sát bất ngờ lóe lên một tia sáng. Viên cương cũng đã nhận ra khác thường từ cơ thể nàng ta, vị thánh la sát này xuất thủ với uy lực cực kỳ mạnh, không giống như những tu sĩ khác, bình thường vừa ra tay là lập tức tuôn trào pháp lực hắn ta phát hiện vị thánh la sát này ra tay không có dấu hiệu pháp lực ngược lại giống cách thức hắn ta phát lực hai sức mạnh va chạm vào nhau viên cương vừa chém xuống một đao cũng bị văng ra trên không trung xoay người gào lại là một tiếng hổ rít gào lúc xoay người thuận thế chém một đao ngang nhưng uy lực công kích đã không bằng một đao chém ra trước đó thánh la sát vung tay chặn lại keng đao chém vào cánh tay lại phát ra tiếng kim loại va chạm nhau vang dội chân viên cương vừa chạm đất lại muốn vung đao chém tiếp đã thấy Ngân Huy xông tới trên đỉnh đầu mình. Còn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, trong tiếng ầm ầm, u tai lóa mắt, thân thể run lên, hắn ta đã bị một cỗ sức mạnh rời núi lấp biển đánh trúng. Trong nháy mắt thánh la sát vung tay chặn lại, quay người vung cánh lên, không cho viên cương cơ hội ra tay, một cánh lập tức đập hắn ta bắn ra ngoài. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như cây gậy đập vào tảng đá. Thánh la sát cúi đầu kiểm tra tay mình, phát hiện bên trên cánh tay cứng rắn của mình đã có hai vết, một hơi sâu một hơi nhạt xem kiếm nghiêu hữu đạo quát một tiếng hắn sợ thánh la sát sẽ tiếp tục đuổi theo viên cương với tốc độ của hắn thì căn bản là không đuổi kịp tốc độ của thánh la sát dưới tình huống người còn chưa tới quát to một tiếng ý đồ muốn thu hút sự chú ý của thánh la sát quả nhiên thánh la sát nhanh chóng quay đầu lại trên người keng keng vài tiếng vang bị mấy đạo kiếm khí sắc bén chém nhưng nàng ta đứng tại chỗ đó không hề nhúc nhích mấy đạo kiếm khí đó dường như chỉ là gãi ngứa cho nàng ta ngay cả viên cương thường xuyên đấu với tu sĩ kim đan lấy đá trọi với đá cùng chém cũng không tạo ra thương tổn gì với nàng ta. Huống hồ là kiếm khí của nhưu hữu đạo chém ra. Điều ấy nhưu hữu đạo cũng biết rõ. kể từ sau khi viên cương thường xuyên cùng tu sĩ kim đan lấy đá trọi đá, hắn liền thường xuyên gọi viên cương đến cùng mình tu luyện càn khôn na di. để cho viên cương đánh đấm thoải mái, còn mình thì lấy cơ thể chống đỡ, hoặc để viên cương lấy đao chém còn mình lấy kiếm chống đỡ. cho nên hắn biết rõ lực chiến của viên cương mạnh bao nhiêu, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dám gọi viên cương tới. Hiện tại, nhìn thấy viên cương bị một đao cuồng bạo chém chúng, thế mà yêu vương này giống như chẳng xảy ra chuyện gì, cơ thể mạnh đến mức khiến người ta giận sôi máu. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng năm đó người xưng danh cao thủ thiên hạ đệ nhất thương tụng, phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể thu phục yêu vương thánh la sát này, huống hồ còn khiến thánh la sát ngoan ngoãn làm linh sùng thử hỏi hắn làm sao lại có thể không biết kiếm khí không gây tổn thương thánh la sát được, đánh ra mấy đạo kiếm khí kia chỉ là muốn thu hút sự chú ý của thánh la sát sang bên này, để tránh cho nàng ta lại tiếp tục truy sát viên cương. mươi 691, không có chiêu nào có thể chống đỡ được hai. Quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý, thánh la sát từ từ quay lại rồi đi tới. Thánh la sát lạnh lùng nhìn hắn, chờ hắn xông tới công kích. Thân hình như hữu đạo chợt lóe lên, hạ xuống, nhưng không hề tấn công, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của nàng ta, liều mạng là sẽ chết. Đây chính là sự khác biệt lớn trong tính cách của Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, hắn lúc nào cũng có thể giữ vững sự tỉnh táo, Viên Cương giận dữ có thể dám hy sinh cả tính mạng, thì sợ gì chết. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm chuyện tự tìm đường chết này. Hắn biết rõ, chết rất dễ, hắn vừa chết, những người đừng mơ có ai sống sót. Người muốn biết mình là ai không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười hỏi, nghĩ cách trần an đối phương nhưng mà câu trả lời của thánh la sát là tấn công hắn thân hình lóe lên một vuốt chộp tới ngũ hữu đạo vân cơ đánh lén viên cương hạ sát chiêu như hữu đạo dùng kiếm khí đã khiến thánh la sát mất hoàn toàn tiến nhiệm với hắn không muốn nói nhiều lời vô ích với hắn như hữu đạo cười khổ trên tay cũng không hề chậm lại một tay chém ra đạo hàn quang đang muốn thi triển sát chiêu thái ất phân quang kiếm thì kiếm thế cứng đờ lại keng kiếm không có cách nào động đậy được thân kiếm đã bị thánh la sa nắm được Tốc độ ra tay của thánh la sát quá nhanh, tốc độ phản ứng của hai người không cùng cấp bậc, kiếm pháp của hắn còn chưa kịp thi triển, lập tức bị đối phương bắt được. Lưới kiếm sắc bén trong tay nàng ta chẳng có chút hề hấn nào. Trong chốc lát, một tay thánh la sát nắm kiếm, một tay nắm quyền đánh thẳng vào lồng ngực như hữu đạo, quyền thế giống như xét đánh. Như hữu đạo một tay cầm kiếm, một tay sớm đã để trưởng phòng ngự, kiếm tập thất bại, một trưởng càn khôn trưởng đánh ra. ầm, um, trường thế bị nàng ta đánh bật lại một trường đánh trúng lồng ngực của hắn, xương ngực vang lên tiếng đứt gãy, như hữu đạo cảm thấy rõ ràng. Cho dù sử dụng pháp thuật càn khôn na di làm giảm bớt phần lớn lực công kích của đối phương, nhưng phần uy lực còn lại đối với hắn mà nói vẫn quá mạnh rồi, đủ khiến hắn trọng thương, thế công quá hung mãnh. Tay buông kiếm, trong nháy mắt, người bị đánh bay. Đối mặt với công kích của thánh la sát, dường như hắn chỉ là một con rối không chịu nổi được một kích, thực lực của hai bên tranh lệch quá nhiều, chính là một ở trên trời, một ở dưới đất thánh la sát vừa ra tay hắn không thể chống đỡ được bị đánh ngã xuống đất như hiếu đạo nhanh chóng xoay người lên khóe miệng trào máu bên trong lồng ngực giống như đảo lộn hết cả lên khẩn cấp thi pháp muốn mau sớm khôi phục tay cầm kiếm bàn tay hé ra máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống lấy bàn tay kia chạm vào tay đang run rẩy bên này cánh tay buông thóng đã bị chật khớp càn khôn na di cũng vô dụng không thể tránh khỏi tổn thương trong lòng hắn đang mắng chửi là ai nói mấu chốt có thể khiêu động tinh cầu ấy nhỉ? Đến đâu tìm cái thứ để khiêu động tinh cầu đây? Coi như có thể tìm được, một hạt bụi nhỏ cũng không đủ chất lượng làm sao có thể khiêu động tinh cầu. Nhưng cứng rắn chịu một đòn của Thánh La Sát vẫn còn có thể đứng lên được, so với quản phương nghi bị cánh đánh bay không thể dậy nổi mà nói thì hắn đã mạnh gấp không biết bao nhiêu lần, phải biết rằng quản phương nghi là tu sĩ ở cảnh giới Kim Đan, thế nhưng mà hắn có thể chịu được một kích trực diện của Thánh La Sát. Ngay cả Thánh La Sát cũng có chút kinh ngạc nàng ta có thể cảm nhận được thực lực của Ngưu Hữu Đạo yếu ớt, thế mà một quyền cầu mình không đánh gục hắn được. Ngưu Hữu Đạo từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thánh La Sát, hắn có cùng cảm nhận với Viên Cương, thực lực Thánh La Sát mạnh như vậy thế mà lại không có pháp lực, lực công kích thuần túy chỉ là lực mạnh mà thôi, hấp thụ linh khí trời đất giống như Viên Cương, không có chuyển hóa thành cách thức vận hành chân khí, mà là trực tiếp ẩn trong cơ thể, tùy thời có thể bộc phát. Hiển nhiên một điều là Viên cương rõ ràng còn chưa mạnh đến mức như thánh la sát thánh la sát cũng rất kinh ngạc quay đầu nhìn bởi vì còn một tên bị mình đánh mà vẫn chưa gục khóe miệng viên cương có vết máu nhưng vẫn sách đao chống đứng dậy thở hổn hển dùng sức làm thanh tỉnh đầu óc keng kiếm rơi trên mặt đất thánh la sát buông lỏng tay đang nắm kiếm ra nhìn u bàn tay mình chúng càn khôn cường bên trong ánh mắt hình như có suy nghĩ như hữu đạo bây giờ chỉ chờ mong nàng ta chúng càn khôn trưởng và nó sẽ có tác dụng kỳ vọng tan biến thân hình thánh la sát lóe lên lại đánh một quyền lên người như hữu đạo trong lòng như hữu đạo bất đắc dĩ thường nói giang hồ cưỡi ngựa nhưng dù sao trung quy vẫn có thời điểm bại như hôm nay trong cơ thể hắn còn ba đạo truyền pháp hộ thân phù mà đông quách hạo nhiên để lại vẫn không dùng đến thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng nhưng mà đối đầu với thánh la sát thực lực kinh khủng như vậy hắn căn bản không muốn sử dụng cũng không phải không nghĩ mà là trò đùa đó đối với thánh la sát hoàn toàn vô dụng còn ảnh hưởng giảm bớt lực thi triển càn khôn na di nếu không phải càn khôn na di hóa giả lực công kích điên cuồng, hắn vừa rồi đã bị một quyền của thánh la sát đánh cho thành bánh thịt. Dưới tình hình như vậy nếu như không dùng càn khôn na di mà ngược lại sử dụng truyền pháp hộ thân phù, có khác nào tự tìm đường chết? Cái gì mà thái ất phân quang kiếm pháp, cái gì mà truyền pháp hộ thân phù, đối đầu với thực lực kinh khủng của tên này, lại giống như một trò đùa, ngay cả tư cách lấy ra cũng không có. Hắn thậm chí có thể từ khí thế thánh la sát tấn công thiên kiếm phù của quản phương nghi phát hiện được, Thánh La Sát vẫn chưa sử dụng toàn bộ thực lực thực sự, giống như người lớn đánh nhau với trẻ con 3 tuổi, chọc giận người lớn, người lớn cũng chỉ là tát một bà tay, làm gì có đứa trẻ 3 tuổi này có thể khiến người lớn dùng hết toàn bộ quyền cước ra để ứng phó. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải thời điểm bất lực mà lại bất đắc dĩ đến như vậy, trong lòng gào thét. Cho dù đến bước đường cùng, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, bàn tay nứt gan bàn tay đập tới, lại là một càn khôn trường. Nhưng nắm đấm chống đỡ ở gần đột nhiên ngừng lại, động như xét đánh, tĩnh như xử nữ. Một mặc cho nghiêu hữu đạo đánh lên phía trên. Một động như xét đánh, tĩnh như xử nữ. Lúc yên tĩnh thì e ấp, tĩnh lặng như xử nữ. Lúc động thì nhanh như xét đánh. ầm, um, vang vọng, uy lực của một trường này đối với thánh la sát mà nói chẳng là gì. Thánh la sát đứng ở tại chỗ ngay cả động cũng không động một cái. Lòng bàn tay đập lên trên quyền của người ta vẫn chưa thu về. Một trường một quyền rằng co vẫn không tách rời cảm nhận được đối phương cố ý để bản thân cố ý để mình đánh một trường lại không phản ứng, như hữu đạo ngạc nhiên nhìn nàng ta có ý gì? hắn không biết có phải là ảo giác của mình hay không. hoa văn ngân sắc tà mị kia trên gương mặt của thánh la sát dường như có chút thu nhỏ, vẻ mặt dường như càng nhân tính hóa thêm một chút. thánh la sát dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn, đột ngột hỏi ta là ai? trong ngữ khí không còn tức giận, chỉ có cảm giác mê hoặc vô tận. ngươi là ai? ta nói ngươi có thể tin sao? như hữu đạo hoài nghi trước đây muốn lừa gạt người ta không thành bây giờ đối phương ngược lại chủ động nhảy vào hố có ý gì đây có điều nếu đã có cơ hội hòa hoãn hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thử rút tay lại bày ra thiện ý đối phương cũng từ từ thu hồi nắm đấm lại như hữu đạo vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm bỗng giật nảy mình vù thánh la sát đột nhiên lại đánh tới một quyền như hữu đạo dưới tình thế cấp bách lại đấm ra một càn khôn trưởng lần nữa đánh lên nắm đấm của đối phương lại lần nữa bình an vô sự vì quyền của đối phương lần nữa đến liền ngừng lại. chương 692, yêu khí dị trùng. Tiếp đó, người tới ta đi, người ra quyền, ta ra trưởng, dáng vẻ hai người đánh tới đánh lui rất ăn ý. Cũng không thể nói là ăn ý gì, nhiều hữu đạo không thể không theo tiết tấu của đối phương cùng người ta vui đùa. Càng đùa càng kinh ngạc, lần này thật sự nhìn rõ ràng, mỗi lần chịu một trưởng của hắn, hoa văn tràn đầy vị tà mị trên mặt của thánh la sát càng có dấu hiệu nhợt nhạt thu nhỏ. Viên cương bị chấn động đến mơ mơ màng màng, toàn thân muốn nứt cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, hai chân vẫn còn run rẩy, dường như không cách nào chống cơ thể lên. Sau khi thở dốc đâm đau, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ầm ầm không dứt, không nhìn thì thôi đi, nhìn một cái, im lặng, tình huống gì đây? Chỉ thấy Thánh La sát một quyền lại một quyền đánh về phía Ngưu Hữu Đạo, mà Ngưu Hữu Đạo nghênh trưởng tiếp một quyền rồi lại một quyền, hai người đứng đó không nhúc nhích, vẫn luôn cứng đối cứng mà đánh nhau. Một màn này thật sự làm cho Viên Cương kinh động, thực lực của đạo gia cường hãn như thế, mà lại cùng thánh la sát thế lực ngang nhau lấy cứng đối cứng như vậy những ngẫm nghĩ lại không đúng hắn ta bình thường tập luyện cùng nhưu hữu đạo thực lực của nhưu hữu đạo hắn ta ít nhiều cũng biết chút ít cùng với thực lực của thánh la sát hoàn toàn không cùng một cấp độ nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá chút nào làm sao có thể cứng chọi với cứng như vậy bởi vì tầm nhìn nhìn không rõ cho lắm bước ra một bước muốn đến gần nhìn rõ ràng xem đạo gia và thánh la sát rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng chân mềm nhũn thiếu chút nữa là quỳ xuống, đâm đao chống đỡ lấy cơ thể mới không ngã. Một cơn đau kịch liệt truyền đến, cảm giác như mỗi một bộ phận trong cơ thể đều bị xé rách, nửa bước cũng khó rời đi, uy lực của một kích đó quá mạnh rồi. Hắn ta rất may mắn, giống như đạo gia nói, đầu óc thánh la sát hình như có chút mơ hồ. Động thủ không có chút cân nhắc nào, dường như có chút ngẫu nhiên, có chút dựa vào phản ứng theo bản năng, chỉ là dùng cánh mềm dai cho hắn một kích, nếu như mà dùng trong quyền đánh một cái, Sức chống đỡ cơ thể máu thịt hiện tại e là cũng phải lập tức mất mạng. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hai người đánh nhau, mặc kệ đạo gia làm sao có thể cứng đối cứng với Thánh La Sát, hắn ta hiện tại có chút hối hận vì hành động lỗ mãng của bản thân, thì ra đạo gia thật sự có biện pháp ứng đối, hành vi lỗ mãng của bản thân không những hại bản thân, mà còn liên lụy đến người khác. Quay đầu nhìn lại, cũng không biết quản phương nghi như thế nào rồi, Viên Phương chạy đến bóng cũng không thấy. Toàn thân đau đớn đến muốn nứt ra, chân cẳng như nhũn ra hắn ta cũng không cách nào đi tìm, càng không cách nào đi giúp Ngưu Hữu Đạo. Cơ thể dựa lên trên cây đao đâm dưới đất, hắn ta từ từ điều chỉnh tiết tấu hơi thở, phần bụng dần dần có vật thể bán cầu chuyển động, giữa mũi miệng xuất hiện xương đỏ hô hấp tuần hoàn, tiếng hô hấp như ống bế vù vù. Hai người đánh nhau vẫn còn đang tiếp tục, hai người đánh đi đánh lại, người đâm một quyền, ta đập một quyền, quả thực là phối hợp ăn ý. Đánh mãi đánh mãi, Ngưu Hữu Đạo phát hiện trên mặt Thánh La sát ngấn lệ, có giọt nước mắt theo gò má lăn xuống tay kia của thánh la sát, nhẹ nhàng quét một giọt nước mắt ở trên đầu ngón tay bén nhọn, ngân huy chiếu dọi xuống, óng ánh long lanh. Tầm nhìn từ đầu ngón tay nhìn về phía nghiêu hữu đạo, lầm bầm hỏi một tiếng, vì sao ta lại rơi lệ, trong lòng ta vì sao lại khó chịu. Nghiêu hữu đạo sao biết được, hắn còn muốn hỏi nàng ta, hai chúng ta đây là đang làm gì vậy. Đối phương cố tình một quyền rồi lại một quyền, một trưởng rồi lại một trưởng của mình dường như cẩn thận phụng bồi hầu hạ đại gia, người chơi đùa vui vẻ là được. Chỉ là, nghiêu hữu đạo rất muốn hỏi một câu người chơi đủ hay chưa cứ như vậy tiếp tục chơi pháp lực tiêu hao của ta chịu không nổi a à. tới lúc đó không bị đánh chết e là cũng mệt chết dưới chân ngươi ta chết có oan hay không ầm um, nghiêu hữu đạo lại vung trưởng tiếp một quyền của nàng kinh phong tràn ra thổi đi giọt nước mắt trên ngón tay nghiêu hữu đạo ôn nhu ấn bàn tay trên quyền một cái năm ngón tay khoác lên trên năm ngón tay của đối phương thử nắm lấy nắm đấm của đối phương thánh la sát hơi rút nắm đấm sửng sốt một chút cảm thấy đối phương không có ác ý cánh tay liền lơ lửng không rút nắm đấm lại mặc cho đối phương nắm lấy nhìn chằm chằm đối phương thấy tâm tình đối phương coi như ổn định như hữu đạo thi pháp thuận theo nắm đấm của đối phương sang bên đó điều tra tình trạng trong cơ thể của đối phương không cha không biết được cha rồi có chút ngoài ý muốn con yêu này với con yêu ở thế giới bên ngoài giường như không giống nhau chỉ ít khác với viên phương mà hắn từng điều tra yêu khí của viên phương có thể tự mình khống chế mà trong cơ thể thánh la sát dường như tràn ngập yêu khí không chịu sự khống chế của bản thân loại yêu khí này dường như khác với yêu khí thông thường nghiêu hữu đạo có thể cảm nhận được trong cơ thể thánh la sát có chứa đựng yêu khí bình thường mà những yêu khí dị chủng kia dường như lại là từ những yêu khí bình thường kia không ngừng dị hóa ra yêu khí bình thường chứa đựng trong thân thể yêu khí dị hóa ra lại lưu chuyển ở trong kinh mạch và khí hải có cấu tạo khác với con người của thánh la sát điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là Càn Khôn trưởng lực mà bản thân đánh vào trong cơ thể đối phương đang tiêu hao yêu khí không chịu không chế trong cơ thể đối phương, lực đạo nóng lạnh, dưới sự dung hòa của âm dương chi lực, dường như có thể đạt được mục đích tiêu hao yêu khí dị chủng kia. Không sai, Như Hiếu đạo xác định rồi, đích thực là đang tiêu hao yêu khí dị chủng. Yêu khí dị chủng cũng đang triệt tiêu càn khôn trưởng lực của hắn, không bao lâu sau liền tiêu hao hết càn khôn trưởng lực. Hắn nhìn Thánh La Sát, Thánh La Sát cũng đang nhìn hắn, thời khắc này ánh mắt của hai người va nhau một chút dừng đều cùng lúc cảm nhận được càn khôn trưởng lực kiệt quệ. Nghiêu hữu đạo cuối cùng hiểu được vì sao đối phương lại cùng hắn đánh qua đánh lại không ngừng, hình như là cần trưởng lực của hắn giúp đỡ hóa giải yêu khí dị trùng trong cơ thể nàng ta, chỉ là đối phương dường như lại không biết nên bày tỏ như thế nào. Sau khi trong lòng hơi có phán đoán, Nghiêu hiểu đạo lập tức vận hành càn khôn quyết, thì Pháp đem âm dương chi lực đưa vào trong cơ thể của đối phương, tiêu hao yêu khí không chịu khống chế kia. Ánh mắt thánh la sát phục sáng một chút, không có phản kháng. Nhiêu Hữu Đạo cũng yên tâm rồi, bắt đầu buông lỏng tay chân khống chế pháp lực luyện hóa yêu khí trong cơ thể nàng ta. Như thế, tốc độ tiêu hao dị hóa yêu khí đương nhiên không phải thứ mà trưởng lực ngắn ngủi có thể so sánh, nhanh chóng tiêu hao. Không bao lâu sau, ánh mắt Nhiêu Hữu Đạo lộ ra kinh ngạc, phát hiện tóc bạch kim như dòng nước thủy ngân chảy kia của Thánh La Sát đang dần dần trở nên xám xịt, hai cái lỗ tai nhọn ở hai bên đầu đang dần dần co lại, ngân văn tà mị trên mặt đang dần dần biến mất. Thuận theo sự tiêu hao của yêu khí dị chủng, ngân văn trên mặt thánh la sát không những biến mất toàn bộ, vuốt chân còn có vuốt tay sắc bén cũng đang dần dần rút lại. Từng bước, xương cứng trên trán và trên sống mũi đang co lại, xương cứng ngân giáo móc ở bên ngoài thân thể cũng đang co vào. Tóc biến đen rồi, một mái tóc dài đen nhánh mỹ lệ. Viên cương dùng đao chống đỡ cơ thể không biết từ lúc nào đã đứng thẳng người, bán cầu chuyển động ở vùng bụng dần dần biến mất, xương đỏ hô hấp ở miệng mũi cũng bị hắn ta một ngụm hút hết. Viên cương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lần nữa trở nên sáng người có thần, thân thể hơi nhúc nhích, gân cốt toàn thân ba ba nổ vang. Thấy Ngưu Hữu Đạo cầm cự với Thánh La Sát, cánh tay viên cương bao quát, một tay rút đao, thân thể khỏe mạnh, hoành đao trên tay, một bước phi nước đại, phóng đi như báo săn, muốn giúp Ngưu Hữu Đạo chút sức. Chương 693, ta coi như đã hiểu vì sao hầu tử lại đánh ngươi, một. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lóe lên, miến cưỡng nâng cánh tay chật khớp kia lên thi pháp, khẩn cấp đẩy bàn tay về phía viên cương đang vọt tới, ra hiệu viên cương dừng lại, đừng làm loạn. Yêu vương này khủng bố như vậy, khó khăn lắm mới chấn an được, nếu như lại chọc giận đối phương, hầu từ ngươi xông đến liều mạng có tác dụng quái gì chứ, hai chúng ta hợp lại cũng không bằng một cái đập tay của đối phương. Nghiêu hữu đạo án thầm không thôi, nghiêu hữu đạo chú ý tới, tốc độ điên cuồng xông đến chậm lại. Nghiêu hữu đạo thở phào nhẹ nhóm, cánh tay chật khớp cũng từ từ buông xuống, tiếp tục an tâm hóa giải yêu khí dị trùng kia cho thánh la sát. Có điều vẫn là không nhịn được nước nhìn viên cương, trong lòng vô cùng câm lặng, thân thể tiểu tử hầu tử này không khỏi quá biến thái đi, chịu một kích của thánh la sát có thể bò dậy đã quá khoa trương rồi, vừa nãy còn dựa trên đau sống giờ chết giờ, đảo mắt cái lại có thể nhảy nhót tương bừng, lại giống như người bình thường không có gì xảy ra, có cần biến thái như vậy không? Hắn đã tìm được cảm giác người so với người càng khiến người khác tức chết. Tình huống gì đây, viên cương chạy đến gần kinh ngạc không thôi, cũng phát hiện dị thường. Phát hiện tóc dài như thủy ngân của Thánh La Sát thế mà lại biến thành tóc đen, thân thể cũng trở nên ngày càng uyển chuyển. Mặc dù đã chạy xa, nhưng thế giới này quả thật là yên tĩnh, tiếng đánh nhau ầm ầm vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Trên tán cây Viên Phương ôm người bay lượn đột nhiên ngừng lại, từ từ quay người nhìn lại, tiếng đánh nhau mơ hồ hình như ngừng lại rồi. Kết thúc trận đấu rồi sao? Là đạo gia thắng hay là Thánh La Sát thắng? Mắt Viên Phương lộ ra kinh ngạc, rất nhanh, trong lòng hắn ta có phán đoán làm sao đạo gia có thể là đối thủ của thánh la sát, yêu vương đó quá kinh khủng rồi. Trong mắt phiên phương tuôn ra lệ quang, nước nở khóc một tiếng, nỉ non nói, đạo gia, thật sự không phải là ta không có nghĩa khí, mà là năng lực ta thực sự có hạn, cũng thực sự không giúp nổi ngươi, ở lại ngược lại trở thành gánh nặng của ngươi, là ngươi bảo chúng ta chạy mau, ta cũng là nghe lời người mới trốn, đừng trách ta, nếu như ta có thể trở về, nhất định sẽ sớm tối ở trước mặt Phật tổ dâng hương cho ngươi, cầu cho ngươi được phúc báo ở kiếp sau a à, lão hùng ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó quản phương nghi đang được ôm trong lòng mơ mơ hồ hồ nói ra một câu ách viên phương cúi đầu chỉ thấy quản phương nghi chậm rãi mở hai mắt không khỏi mừng rỡ nói hồng nương ngươi tỉnh rồi quản phương nghi từ trong cơn mê tỉnh lại ừng một tiếng chật vẻ mặt khổ sở đau chết lão nương rồi viên phương cười nói nhịn một chút nhịn một chút là được rồi thương thế của ngươi ta đã kiểm tra rồi không đến nỗi lấy mạng có thể khỏi quản phương nghi nhìn hắn ta tại sao ngươi lại khóc viên phương không có do ta vui mừng ngươi tỉnh rồi là tốt ta là vui đến phát khóc ánh mắt quản phương nghi yếu ớt lườm hắn ta một cái ngược lại thoáng nghiêng đầu nhìn xem hoàn cảnh của bản thân a à một tiếng nói chúng ta thoát hiểm rồi bà ta ở ngay tại trận bị thánh la sát đánh cho hôn mê từ lúc nào rơi vào tay viên phương lúc nào đến nơi này căn bản không biết rõ viên phương có lẽ tạm thời thoát hiểm rồi bản thân quản phương nghi cũng cảm thấy kinh ngạc bà ta thế nhưng ních thân lính giáo qua thực lực khủng bố kia của thánh la sát vậy mà có thể ở dưới tay của thánh la sát thoát hiểm muốn không thây muốn không kinh ngạc cũng khó tầm mắt chợt rời xuống nhìn về phía ngực của mình ánh mắt vừa hay rơi ngay xuống bàn tay của viên phương đang chụp lên một bên ngực của mình trầm giọng nói lão hòa thượng móng vuốt của ngươi đang sờ ở đâu vậy có tin ta băm ngươi ra không viên phương vừa nhìn lập tức đổ mồ hôi lạnh cái này hắn ta chỉ chú tâm chạy trốn đương nhiên là ôm như thế nào thấy thích hợp thì ôm thật sự không chú ý đến cái này, nhanh chóng điều chỉnh cách ôm, rời bàn tay, không phải cố ý, tuyệt đối không có ý không an phận, người yên tâm, lão nạp là người xuất gia, tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận. Ừm, quản phương nghi hơi nhướng mày, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn, mắng một tiếng, gân cốt của lão nương đứt gần hết rồi, đừng lộn xộn, đau. Như vậy thì sao, còn như vậy thì thế nào? Viên phương liên tục đổi cách ôm, quản phương nghi không chịu nổi sự chuyển đi chuyển lại như vậy, đau đến đổ mồ hôi lạnh nói thả xuống thả xuống đừng động lung tung thả ta xuống thân ảnh viên phương từ trên tán cây rơi xuống hạ xuống cành cây bên dưới đem bà ta đặt nằm nghiêng trên cành cây cây cối cao to cành cây rộng như giường một người nằm trên đó không có vấn đề gì viên phương như tên trộm cẩn thận quan sát bốn phía tính cảnh giác lúc này cao vô cùng quản phương nghi chậm rãi lục lọi trên người mình một hồi mò ra một cái bình nhỏ đổ ra một viên thuốc bóp nát viên thuốc lộ ra một viên thuốc đỏ tươi ướt át, lập tức hương thơm u nhược khắp nơi như thấm vào ruột gan. Viên phương ngửi thấy mùi hương lập tức quay đầu, thấy bà ta muốn uống thuốc, lập tức nhắc nhở trên đường ta có đút thuốc trị thương cho ngươi rồi. Quản phương nghi khinh thường, người có thể có thuốc trị thương gì tốt chứ, thuốc trị thương này của ta mới là thuốc trị thương tối thượng đẳng, lão nương trọng thương, đương nhiên phải dùng linh đan tốt nhất. Đưa thuốc vào trong miệng nuốt xuống, âm thầm thi pháp thúc dục phát huy dược hiệu. Này không phải nói ngoa, Thuốc này của bà ta là thuốc trị thương cao cấp nhất của giới tu hành thiên tế đan, tên trong viên thuốc ngụ ý trời muốn cứu tế ngươi, công hiệu đương nhiên là phi phàm, một viên nho nhỏ trị giá trăm vạn kim tệ. Nói khoa trương một tí, chỉ cần vẫn còn cơ hội sống, thiên tế đan gần như có công hiệu cải tử hoàn sinh. Trước đây khi chạy trốn khỏi nước tề, nhiều hiếu đạo đã vì hắc mẫu đơn từng cưỡng ép đòi bà ta lấy qua một viên, chỉ là không biết sao vết thương của hắc mẫu đơn quá nặng, thương thế lại kéo dài quá lâu, sức sống cơ thể đã tiêu hao hết toàn bộ đều dựa vào một hơi chân khí để kéo dài lãng phí một viên cũng không thể cứu vãn nói ra cũng là chuyện khiến người khác thổn thức viên phương không tham gia sự việc lần đó không biết những chuyện này chỉ biết người phụ nữ này trước sau như một như vậy hắn ta quen biết quản phương nghi cũng không phải ngày một ngày hai nghe nói ở tề kinh được hưởng cái tốt quen rồi bệnh công chúa toàn thân hắn ta cũng thường nghe được quản phương nghi mở miệng ngậm miệng mỉa mai mau lư kia là một vùng nông thôn cũng tập mãi thành thói quen Người phụ nữ này chính là ăn nói Trung Hoa, kỳ thực trong lòng không hề xấu. Cho nên bị khinh thường cũng không có gì, viên phương cười hì hì, quen thuộc với cách nói chuyện của bà ta rồi. Dược hiệu của thiên tế đan vừa bộc phát, quản nhiên phi thường, dược hiệu dẫn đến toàn thân xoa nhẹ đau đớn chữa thương toàn thân, làm cho vẻ mặt của quản phương nghi hiện ra nét dễ chịu, chậm chạp rên rỉ một hơi, có lẽ chết không được, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thuận miệng cầu cho mình cái báo đáp tốt. Viên Phương trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, người cũng coi như là mạng lớn, một kích của yêu vương kinh khủng như thế, người thế mà còn có thể tránh được một kiếp, đổi lại là ta, sợ là không biết chết bao nhiêu lần rồi. Quản Phương nghi than thở, không phải là mạng lớn gì, do vừa vặn có thiên kiếm phủ năng lượng cường đại hộ thể, năng lượng cường đại của thiên kiếm phủ vẫn chưa tiêu hao hết đỡ cho ta một kích. Yêu vương kia nếu như chờ đến phá hết huy lực của thiên kiếm lại cho thêm một quyền như thế, sớm đã bị nàng ta đánh chết rồi, làm gì còn có thể ở đây tán gẫu với ngươi. Có điều thực lực của Thánh La sát này quả thực quá kinh khủng rồi. Nói đến đây, cuối cùng nhớ ra gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, khó hiểu hỏi, đạo gia đâu? Người cao to đâu, bọn họ chạy đi đâu rồi? Chương 694, ta coi như đã hiểu vì sao hầu tử lại đánh ngươi hai. Viên Phương cúi đầu, ảm đạm nói, đạo gia và viên gia bọn họ. Bọn họ vì che chở cho chúng ta, liều mạng với yêu vương kia rồi hắn ta cũng sẽ không nói là bản thân nhát gan sợ chết chạy trước rồi cái gì quản phương nghi kinh hãi trận to đôi mắt sáng mới nhớ ra đúng vậy yêu vương kia thực lực cường đại như vậy nếu như không có ai ngăn cản hai người làm sai có thể còn sống mà thoát thân bà ta dưới tình thế cấp bách chống tay muốn ngồi dậy nhưng ở sườn ngực truyền đến một trận đau nhức lại làm cho bà ta ngã xuống vội hỏi bọn họ như thế nào rồi viên phương cúi đầu thấp giọng nói không biết một câu không biết khiến chóp mũi quản phương nghi chua sót dòng nước mắt nóng nháy mắt tràn mi, răng ngà cắn môi gắt gao, chậm chậm nhìn trời sắp xếp lại suy nghĩ ngay ngắn, nằm đó lẳng lặng nhìn một tầng lá cây phía trên che chắn bầu trời sao phát sáng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được hai tên đó đi liều mạng ới thánh la sát sẽ có hậu quả như thế nào. Nước mắt từ hai gò má lẳng lặng chảy xuống, bà ta có thể nhớ y nguyên một màn kia dưới tình huống như vậy như hữu đạo hướng về phía bà gào thét, bảo bà ta mau chạy đi. Nhớ y nguyên tình hình viên cương tạo ra cơ hội để Ngưu Hữu Đạo thoát thân, nhưng thoáng thấy nghiêu Hữu Đạo bỏ qua hy vọng sống sông tới. Cuối cùng vẫn là hai tên có tình có nghĩ liều mạng với yêu vương, mới che chở bà ta và viên phương thoát hiểm. Nước mắt càng chảy càng nhiều, tựa như chảy không hết, vừa khóc vừa mắng, hai tên khốn khiếp, lão nương xui xẻo tám kiếp, đụng phải hai tên khốn như thế. Càng khóc càng dữ dội, khóc không thành tiếng, khóc đến toàn thân run rẩy, run đến vết thương đau. Nhưng lúc này nỗi đau ở vết thương cũng không bằng nỗi đau trong lòng bà ta, bà ta lần này thật sự đau lòng đến tận xương tủy, đau đến tê tâm liệt phế, đời này cũng chưa từng xúc động qua đến như vậy. Đã từng đau lòng qua vì tình yêu nam nữ, cũng từng cảm động qua vì tình yêu nam nữ, nhưng lần này thật sự không giống. Từng trải qua quá nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, bà ta biết được người như thế nào là quý giá nhất. Ngươi không phải là Kim Vương Hùng sao? Kim Vương Hùng hẳn là đau thương bất nhập, tại sao ngươi lại không đi giúp bọn họ? Quản Phương Nghi quay đầu khóc lóc mắng viên phương viên phương vẻ mặt đau khổ ta nói nữ thí chủ đau thương bất nhập chỉ là bề ngoài cũng sẽ sợ chết như thường a à. người cảm thấy ta xông lên có tác dụng không hơn nữa ta cũng là vì bảo vệ ngươi ta cần ngươi bảo vệ sao quản phương nghi lập tức đáp lại đợi vết thương của ta đỡ một chút đỡ rồi chúng ta lập tức trở về a à, viên phương kêu lên không phải chứ chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được còn muốn chạy trở về chịu chết sao quản phương nghi lau nước mắt trốn trốn đi đâu Chúng ta đã bị hai tên khốn kia lừa thảm rồi, không có hai tên khốn khiếp đó chúng ta căn bản không ra được. Chúng ta đã đi sâu vào huyễn giới rồi, chỉ dựa vào hai người chúng ta chạy ra ngoài sao. Bướm la sát tụ tập bên phía hành cung tuyệt đối chỉ là cảm nhận được sự tái xuất của yêu vương ở trong một khu vực mà tụ tập. Toàn bộ huyễn giới này nhất định không chỉ có một số bướm la sát kia, người nói xem hai chúng ta có thể chạy đi được sao. Viên phương than thở, hồng nương, ta cũng đang giàu dĩ vì chuyện này, nơi này tạm thời không gặp bướm la sát, có lẽ cũng vì tập trung về phía hành cung bên kia rồi. Người nói quay trở về cũng không thực tế, đâm đầu vào trong tay thánh la sát, cũng không phải cũng chết hay sao. Quản phương nghi nhắc nhở hắn ta, đi ra bên ngoài, chúng ta nhất định đi không được, cho dù chúng ta có thể mò được lối ra, tốc độ lén lút có thể đuổi theo đến trước lối vào phong bế ở huyễn giới sao. Người cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ ở huyễn giới 10 năm sao. Có được hay không cũng phải gắng sức thử, dù sao vẫn hơn là quay trở về bị thánh la sát giết chết người theo nghiêu hữu đạo nhiều năm như vậy nghiêu hữu đạo là người như thế nào ngươi không biết sao đó gọi là gian trá giống như cá trạch vậy là người dù cho nắm trong tay cũng có thể trượt ra người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều vô số người đã gặp qua ai có thể dễ dàng giết chết hắn hay chưa ngươi quên lời hắn nói trước khi bảo chúng ta đi rồi sao hắn phải ở lại đọ sức với thánh la sát ngươi cảm thấy hắn không chút chắc chắn nào sẽ làm như thế hay sao nói không chừng hắn vẫn còn sống lời nói này một nửa là lừa dối viên phương một nửa ôm hy vọng trong lòng ôm hy vọng niêu hữu đạo sẽ không chết trên tình cảm bà ta không muốn tiếp nhận hiện thực niêu hữu đạo sẽ chết như thế trong lòng chờ mong niêu hữu đạo vẫn quỷ quyệt như cũ không chết ở địa bàn trái phải không cách nào chạy trốn khỏi bướm la sát bà ta muốn quay trở về xem xem ngộ nhỡ nghiêu hữu đạo chỉ là trọng thương ngộ ngỡ cần thuốc chữa trị thì sao trên người mình có linh đan rượu dược không lừa dối viên phương không được tình trạng thân thể bà ta trước mắt hành động không tiện viên phương liên tục lắc đầu làm gì có đọ sức gì chứ trực tiếp đánh nhau rồi động tĩnh đánh nhau ta vẫn luôn nghe thấy được vẫn là nghĩ cách rời khỏi đi phật tổ sẽ phù hộ chúng ta quản phương nghi cười lạnh ta coi như hiểu được tại sao hầu tử muốn đánh ngươi ngươi không đi ta đi những con bướm la sát kia ta không cách nào giao tiếp thánh la sát kia ít nhất còn có thể nói tiếng người ít nhất còn có thể giao tiếp có thể giao tiếp thì có một con đường sống là lựa chọn phật tổ hay là lựa chọn thánh la sát ngươi tự mình quyết định lão nương không miễn cưỡng ngươi. Viên phương á khẩu không trả lời được, gãi gãi đầu, tại sao lại cảm thấy lời này nghe hình như có chút có lý, ngẫm lại cảm thấy Phật tổ chưa chắc đáng tin cậy bằng thánh la sát. Dưới bầu trời đầy ánh sao, nhận thấy được yêu khí dị trùng trong cơ thể đối phương đã hóa giải gần hết, như hữu đạo từ từ buông tay mình xuống. Cũng không cách nào hóa giải sạch sẽ hoàn toàn, như hữu đạo cũng muốn thử giúp nàng ta hóa giải sạch sẽ, nhưng vô dụng. Thân thể thánh la sát giống như là cội nguồn của yêu khí dị trùng kia, hóa giải hết rồi sẽ lại từ từ tuôn ra, tựa như xương mù lờ mở hiện ra, cuối cùng lại từ từ tràn ngập khắp phòng. Nghiêu hiểu đạo cũng thực sự không cách nào khác mới buông tay, từ từ lui về phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới quan sát người phụ nữ đối diện. Thánh la sát cũng từ từ buông tay của mình xuống, cũng đã không còn là dáng vẻ yêu vương kia, như hai người khác nhau. Xương cứng ngân giáp trên người trên xuống nhất không còn nữa, nước da mềm mại như dương chi bạch ngọc. Không còn lỗ tai nhọn, tóc bạc như thủy ngân biến thành tóc dài đen nhánh mỹ lệ khuôn mặt bướm la sát ngân văn tà mị biến thành khuôn mặt người bình thường thanh thuần động lòng người đôi mắt to sáng đôi môi xinh đẹp sang nhanh trên môi không còn móng vuốt tay và móng vuốt chân bén nhọn cũng biến thành tay chân người bình thường xương cứng sinh trưởng bên ngoài cơ thể cũng không còn biến thành một người phụ nữ bình thường thật sự người phụ nữ trần chuồng đứng đó thân thể thon thả thức tha không một mảnh vải ngực và nửa thân dưới không còn giáp cứng khiến người nhìn đỏ mặt thứ duy nhất vẫn còn là đôi cánh tản ra quang huy, khiến thân thể mềm mại dụ người kia như thánh nữ, khiến người khác không sinh ra ý nghĩ khinh nhờn. Diện mạo hung hãn trước đây lộ ra tà mị, diện mạo bây giờ lại tràn đầy thanh thuần, dưới đôi cánh ngân huy mang đến cảm giác thiêng liêng cho người khác. Ánh mắt to sáng của thánh la sát chợt lóe, dáng vẻ dường như rất hiếu kỳ, vẫn luôn nhìn chằm chằm nghiêu hiếu đạo, khiến cho người khác có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Viên cương xem đi xem lại thân thể người phụ nữ trước mặt, tuy cũng kinh ngạc với sự biến đổi thân thể của đối phương, nhưng tâm không tàn niệm, đạo nghiêng trong tay chỉ có cảnh giác, bất kể thánh la sát có phải là người phụ nữ với cơ thể trần chuồng hay không, vẫn nhìn chằm chằm như cũ. chương 695, lôi kéo không buông, đối với hắn ta mà nói, cũng không phải là chưa từng gặp qua phụ nữ, khi đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, có đẹp hơn nữa, gợi cảm mê người hơn nữa cũng là con yêu quái. Trong lòng như hiểu đạo cũng không tàn niệm, dù sao vào thời điểm như thế này, có đẹp hơn nữa cũng không hứng thú. Nhưng điều hắn nghĩ tương đối nhiều, cho nên có chút lúng túng, nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, sợ chọc giận người ta bị người ta một quyền đấm chết, yêu vương này thực sự không thể trêu vào. Trông thấy dáng vẻ viên cương như hồng phấn khô lâu, nhiều hiểu đạo khụ khụ một tiếng nhắc nhở, viên cương trong mắt tràn đầy cảnh giác lúc này mới hơi quay đầu đi chỗ khác, có điều dường như lại dựng lỗ tai lên duy trì cảnh giác. Cái đó, nhiều hiểu đạo cất tiếng, lại không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào, gọi là thánh la sát với yêu vương dường như có chút không ổn, chỉ có thể sửa lại tiền bối, thực sự là không có ý mạo phạm. Ngân Huy chói lọi đột nhiên biến mất, lại làm cho hai đại nam nhân quay đầu nhìn. Hai cái cánh sau lưng thánh la sát đột nhiên thu lại, co rút lại không còn nữa, thân thể trần chuồng kia càng mê người, chân trần bước gần đến trước người Nhiêu Hữu Đạo, vươn tay giữ chặt y phục Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo im lặng, cẩn thận, đề phòng cao độ, nhưng dáng vẻ đối phương, dường như không có ác ý có chút không hiểu nổi có ý gì tiền bối trước đây thật sự là hiểu lầm thật sự không có ý mạo phạm hắn lốc bốc giải thích một trận nhưng vô dụng cũng không biết đối phương có nghe lọt hay không nói chung chính là kéo lấy y phục hắn không buông dáng vẻ trông trời nhìn hắn lộ ra một ít dáng vẻ đứa nhóc đáng thương nghiêu hữu đạo có chút cảm giác nói nhảm nửa ngày trời thánh la sát không nói một câu nào cứ nhìn hắn như vậy không nói gì dường như không phải nghe hắn nói chuyện mà là đang nhìn hắn nói chuyện viên cương cầm chặt tam hống đao trên trong tay cũng không dám manh động tình huống gì vậy đừng có đùa như vậy chứ như hiếu đạo thật sự không hiểu nổi do dự mãi thử nói một câu nếu như tiền bối không còn gì dặn dò không dám tiếp tục làm phiền tiền bối thanh tịnh chúng tôi có thể đi được chưa thánh la sát vẫn không trả lời gì như hiếu đạo tương đối buồn bực như vậy là cho chúng tôi đi hay là không cho chúng tôi đi người có nói một tiếng hay không ba người cứ như vậy duy trì tư thế đứng thẳng lặng im hồi lâu Cuối cùng, Nhiều Hiếu Đạo cũng thật sự không còn biện pháp, lại nhìn không ra thái đội của đối phương, liền cố sức thử chắp tay cáo từ. Từ từ lui bước về phía sau, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt xem phản ứng của đối phương, lại dò xét thái độ của đối phương. Thật sự gặp quỷ rồi, hắn đi một bước, thánh la sát liền theo một bước, tóm lại chính là nắm lấy y phục hắn không buông, dường như hắn đi đến đâu, nàng ta liền theo đến đó. Viên cương từ trước đến nay mặt không hề cảm xúc, cũng nhịn không được mà co giật một chút, đây xem là chuyện gì Ngưu hữu đạo đổ mồ hôi tiền bối xin hãy chỉ rõ chỉ rõ gì cũng không có thánh la sát vẫn là dương mắt nhìn hắn ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào viên cương trầm giọng lên tiếng hắn ta không giống như hữu đạo nói chuyện tương đối thẳng thắn hắn ta vừa mở miệng thêm vào khí thức trên người hắn ta thánh la sát dường như có chút sợ hắn ta tay nắm lấy y phục như hữu đạo không buông người lại yếu ớt trốn sau lưng như hữu đạo viên cương ngậm miệng không nói gì người một quyền có thể phá núi nứt đất lại đang ra vẻ yếu đuối nghiêu hữu đạo cũng im lặng hai mặt nhìn nhau với viên cương ánh mắt lấp lóe nghiêu hữu đạo từ từ xoay người lấy can đảm đường đường chính chính đối mặt với thánh la sát hỏi ngươi là ai thánh la sát cuối cùng cũng có phản ứng lắc đầu nghiêu hữu đạo lại hỏi ngươi tên gì thánh la sát lắc đầu như cũ nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn vương một cái lại quay đầu vươn tay nắm lấy y phục mình bị kéo thử từ trên tay người khác kéo ra Thánh la sát lập tức hai tay cùng túm lại, kéo lại thắt chặt, ở đó lắp đầu đáng thương, không chịu buông ra. Cạch, như hiểu đạo trước tiên đem cánh tay bị chật khớp của mình nối lại, bằng không kéo dài như vậy thực sự khó chịu, sau đó lên tinh thần thăm dò. Sau một hồi lâu, như hiểu đạo và viên cương mới làm rõ được chút gì đó, trước đây suy nghĩ của thánh la sát dường như có chút mơ hồ, thánh la sát bây giờ lại giống như một tờ giấy trắng, dường như cái gì cũng không nhớ. Hỏi nàng ta có phải đã giết phân cơ rồi không, vẻ mặt nàng ta cũng mở mịt. Nhưng nhìn bướm la sát ở xung quanh giường như vẫn đối với vị thánh la sát này cung kính như cũ, không được triệu hoán thì không dám làm bừa. Cuối cùng, viên cường cũng nhích đến gần, hỏi, đạo gia, tại sao lại như vậy? Nghiêu hiểu đạo cũng không biết rõ, có điều hai đại nam nhân đứng bên một cô gái trần chuồng thật sự là bất nhã, thánh la sát có vẻ như tờ giấy trắng có thể không coi là việc gì to tát, hắn không thể xem như không có chuyện gì, hai tay cởi áo khoác dài của mình ra, Thánh la sát tựa hồ sợ hắn chạy, áo khoác buông lỏng một cái, lập tức lại đổi mục tiêu, nắm lấy y phục bên trong của Ngưu Hữu Đạo. Người cứ túm lấy ta để làm gì? Ngưu Hữu Đạo rất bất đắc dĩ, không biết vị yêu vương này thật sự là ngốc rồi, hay là giả vờ, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tung ra trường bào khoác lên người thánh la sát. Hai tay nắm lấy y phục hắn không buông, áo khoác dài cũng không cách nào mặc. Trước tiên mặc y phục lên có được hay không? Ngưu Hữu Đạo chỉ chỉ y phục trên người mình, lại chỉ chỉ áo khoác ngoài trên người nàng ta thánh la sát nháy mắt cười sán lạn cười ngây thơ thuần khiết dùng lực gật đầu phối hợp với sự hướng dẫn của ngưu hữu đạo hai cánh tay luồn qua tay áo còn có vẻ rất với lạ rất hiếu kỳ ngưu hữu đạo giúp nàng ta kéo áo đàng hoàng cột chặt đai lưng để tránh cho cứ luôn xuân quang ngoại tiết như thế xuân quang ngoại tiết ý chỉ cơ thể của người phụ nữ bị người khác nhìn thấy tiền bối ta mặc kệ là ngươi là thật hay là đang giả bộ chúng tôi thật sự phải đi rồi như Hữu Đạo nói chuyện với nàng ta rất chân thành, nhưng mà vô dụng, người nói thì cứ nói, đối với Thánh La Sát một chút ảnh hưởng cũng không có. Trái lại chính là, người đi thì ta đi, chính là lôi kéo không buông, giống như trở thành người bám đuôi. Trong sơn lâm, Viên Phương và Quản Phương Nghi đã trở về, lén lút trở về, trốn ở chiêu hành cung trong sơn lâm phía bên này nhìn xung quanh, phát hiện nhóm lớn bướm La Sát vẫn vây quanh bên này như cũ. Thật sự quay trở về rồi, thật sự nhìn thấy Thánh La Sát rồi, đừng nói Viên Phương bản thân quản phương nhi cũng khẩn trương a à, trong hành cung truyền đến một tiếng thét dài thanh thúy trong đám bướm la sát tập trung bốn phía có mấy con huyết la sát bay về phía trên thành tường cung thành quang huy đôi cánh chiếu dọi xuống hiện ra ba bóng người ở đầu tường là đạo gia đạo gia bọn họ vẫn còn sống viên phương mừng rỡ chỉ hai người từ nơi ẩn thân đứng dậy quản phương nhi thi pháp lớn tiếng nói đạo gia trên tường thành ngưu hữu đạo và viên cương nghe tiếng quay đầu lại nhìn Y phục trên người hai người đã thay, Thánh La Sát cũng đổi lại thành một thân y phục nữ nhân. Nói đến việc thay y phục, thật đúng là bất đắc dĩ, hai người không thể cứ luôn tiếp tục rông dài với Thánh La Sát, sau cùng thực sự không còn cách nào, như hữu đạo xé rách y phục liền chạy, ít nhất cũng phải kiểm tra ra ý đồ chân thực của Thánh La Sát. Kết quả Thánh La Sát lập tức mọc ra đôi cánh, đi theo. Điều làm cho Ngưu Hữu Đạo bất lực nhất chính là, một đoàn bướm La Sát cũng đi theo, tiếp tục đi theo như vậy, còn bảo hắn làm sao không để mắt đến mà rời khỏi huyễn giới. Căn bản không cách nào ra ngoài, kết quả cũng chỉ có thể ngừng chạy trốn, chầm chậm tận tình khuyên bảo nói chuyện với Thánh La Sát, thật sự là không bỏ rơi được, nếu như động thủ cũng không dám đây này. Chương 696, Ngân Nhi, kết quả của cuộc nói chuyện là lại quay trở về trong cung thành, Triều Thắng Hoài đến dẫn đi. Trong quá trình tìm về Triều Thắng Hoài, thuận tiện đi một chuyến hậu cung, xem xem có quần áo hay không tìm quần áo cũng là bị ép, áo khoác của Ngưu Hữu Đạo cho Thánh La Sát, ai ngờ đến Thánh La Sát vừa mọc cánh ra, lập tức đâm thủng áo khoác. Ngưu Hữu Đạo không còn áo khoác, Thánh La Sát vẻn vẻn một cái áo khoác rách rất mát mẻ, Viên Cương cũng mặc áo sát nách, không cách nào đi gặp người. Vừa tìm, kết quả thật sự phát hiện trong cung cất giữ không ít quần áo, đều là quần áo tốt chất lượng thượng thừa, áo trắng mỏng như cánh ve chế tác hoàn mỹ, tuy đã cất giữ mấy trăm năm, mặc vào vẫn không vấn đề gì. Rất nhanh, quản phương nghi và viên phương bay vút lên đầu tường, hai bên khác nhau ở trên tường thành cung thành gặp mặt. Nghiêu hiểu đạo dưới ánh sao vẻ mặt tươi cười, một tay đâm kiếm, một tay vút vút một viên kim châu, vạn thú linh châu. Viên mắt quản phương nghi đỏ lên, có chút xúc động chạy lên phía trước ôm, cuối cùng lại kiếm chế lại, kích động có chút nói không thành lời. Nghiêu hiểu đạo cũng rất bất ngờ, không ngờ đến người phụ nữ này dưới sức mạnh ra tay của thánh la sát như vậy mà vẫn có thể sống sót, không ngờ đến hai người vẫn có thể quay trở lại, đang chuẩn bị phát động bướm la sát đi tìm thử. Đạo gia, viên gia, viên cương khoa tay múa chân cười ha ha, vui vẻ, chỉ cần hai vị này ở đây, trong lòng hắn ta liền nắm chắc, tin tưởng có thể sống sót rời khỏi. Kích động qua đi, viên cương và quản phương nghi phát hiện hiện trường có thêm một người, ngoại trừ chiêu thắng hoài vẫn đang hôn mê, còn có một phụ nữ dáng vẻ ngây thơ vô hại, tay vẫn luôn lôi kéo y phục của nghiêu hữu đạo không buông, khiến người khác nhìn không hiểu. Nưu Hữu đạo thuận theo ánh mắt của hai người quay đầu nhìn, trong lòng thở dài một tiếng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chính là lôi kéo không buông a. À. Vị này là, quản phương Nhi hơi nghi hoặc hỏi một tiếng, "Thánh?" Như Hữu đạo mở miệng lại ngừng, tên gọi Thánh La Sát là sưng hô của ngoại giới đối với Điệp La Sát sau khi phân định cấp bậc, ở trước mặt Thánh La Sát nói yêu vương bướm yêu cũng không thích hợp, nói tiền bối quản phương Nhi nghe cũng không hiểu, hiện tại mới nhớ đến sưng hô là một vấn đề quay đầu lại hỏi thánh la sát giúp ngươi đặt một cái tên để xưng hô có được hay không thánh la sát dùng sức gật đầu quản phương nghi nghi ngờ người không biết tên còn cần ngươi đặt tên có ý gì nghiêu hữu đạo hơi suy xét ngân nhi sau này gọi ngươi là ngân nhi đi thánh la sát lại dùng lực gật đầu nụ cười sán lạn tiếng nói thanh thúy sạch sẽ ngân nhi quản phương nghi nhịn không được hỏi đạo ra tình huống gì vậy nghiêu hữu đạo thở dài ta cũng không rõ tình huống gì Quản phương nghi không tin, là ai cũng không biết, người có thể để lại bên người kéo lấy y phục của ngươi không buông. Ai, nói ra sợ dọa đến ngươi. Nghiêu Hữu đạo ha ha nói, là ai đương nhiên ta biết, vị phía trước đem ngươi đánh ngã, hóa thành hình người rồi. Quản phương nghi và viên phương nháy mắt trợn to mắt, đồng loạt nhìn về phía ngân nhi, lại đồng loạt nhìn về phía tay nắm lấy y phục nghiêu Hữu đạo của ngân nhi, đều có chút khó có thể tin, cũng vô ý thức dịch về sau một bước. Trước đây hai người còn cảm thấy kỳ quái, nơi quỷ quái này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện phụ nữ nhìn người phụ nữ này với nghiêu hữu đạo quan hệ gần gũi còn cho rằng là người quen của nghiêu hữu đạo hoặc là cứu binh được tìm đến gì đó còn khó hiểu làm thế nào mà xâm nhập nơi này hóa ra chính là thánh la sát kinh khủng kia này quản phương nghi đối với một kích kinh khủng trước đây của thánh la sát vẫn là lòng còn sợ hãi có chút sợ nói đạo ra ngươi không có nói đùa chứ hai tay nghiêu hữu đạo mở ra dáng vẻ cũng rất bất lực hắn cũng không muốn kéo một người theo đuôi như vậy a à, mặc dù thánh la sát nhìn như vô hại này có phải giả vờ hay không kéo một yêu vương kinh khủng như thế một tấc cũng không rời có thể thoải mái hay sao có quỷ mới biết khi nào nàng ta sẽ không vui người ta một khi không vui hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đây là kéo theo một vị tổ tông ở bên người vị tổ tung bất cứ lúc nào có thể đập chết ngươi quản phương nghi và viên phương lại nhìn về phía viên cương đều biết viên cương con người này hoặc là không nói mở miệng căn bản cũng sẽ không nói đùa Viên cương nhẹ gật đầu, trong lòng quản phương nghi và viên cương căng thẳng, cho dù dáng vẻ ngân nhi nhìn như thuần khiết vô hại, tâm tình hai người đều thấp thỏm, có chút cảm giác tâm như hến, không dám nói lung tung. Hai người vốn còn muốn hỏi là xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở trước mặt ngân nhi cũng không dám hỏi nhiều nữa. Như hiểu đạo, không cần căng thẳng, hình như sẽ không có chuyện gì. Hình như, hai người nhìn xem ngân nhi, chuyện lấy mạng, ai cũng không mò ra được tính khí của yêu vương này, có thể hình như được hay sao thấy thần sắc quản phương nhi khó coi nghiêu hữu đạo hỏi thương rất nặng quản phương nhi mắt liếc ngân nhi vẫn ổn điều dưỡng một thời gian là được rồi nói đến việc này viên phương rất là hâm mộ linh đan chữa thương trên người bà ta thương nặng như vậy lúc đầu ngay cả động một chút còn quá sức kết quả một viên linh đan trôi xuống bụng tốc độ hồi phục kinh người vết thương tuy là chưa khỏi nhưng hiệu quả bày ra ở trước mắt quản phương nhi cũng nhìn thấy thương tích trên tay hắn hỏi ngươi không sao chứ Nghiêu Hữu đạo cười khổ, có thể không sao sao, xương ngực cũng gãy mất mấy cái, có điều vấn đề không lớn. Quản Phương Nghi chú ý đến kim châu trên tay hắn, lại hỏi, nàng ta cho ngươi rồi. Cái này, Nghiêu Hữu đạo thật không thể nói là người ta cho, Thánh La sát dường như đã quên viên kim châu này, cũng không nói là muốn cho hắn, là viên cương nhặt về. Cười nói, ở trên tay ta chính là của ta. Quản Phương Nghi lập tức vươn tay, cho ta. Nghiêu Hữu đạo khó hiểu, ngươi có chỗ dùng. Vẻ mặt quản phương nghi lập tức nhức nhối, một tấm thiên kiếm phù, người không phải không biết trị giá bao nhiêu chứ. Ta tổn thất lớn như thế, không nên có chút bồi thường hay sao? Nghiêu hữu đạo cười một tiếng, không quan tâm chuyện này, thuận tay ném qua. Thật sự đến lúc cần dùng, hắn tự nhiên có biện pháp để quản phương nghi giao ra, chẳng qua là cho người phụ nữ này bảo quản mà thôi. Ở phương diện này, quản phương nghi không phải là đối thủ của hắn, không biết tâm tư hắn, còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi, đồng loạt tới tay, Trước tiên nhìn nhìn ngân nhi, thấy vị yêu vương này không có phản ứng, mới vui vẻ ra mặt nhận lấy, tổn thất thiên kiếm phù cũng quên đi. Thử hỏi tín vật truyền thừa trưởng môn vạn thú môn, vật có thể để vân cơ mạo hiểm cầu xin lấy, giá trị có lẽ không phải một tấm thiên kiếm phù có thể so sánh được, bà ta dĩ nhiên là cho rằng bản thân chiếm tiện nghi, đương nhiên cũng sẽ không lại tính toán tổn thất thiên kiếm phù. Bảo bối nha, mắt phiên phương đầy ngưỡng mộ, nhưng mà hắn ta không có quyền lên tiếng gì, thân là một người gặp phải nguy hiểm liền bỏ chạy bản thân cũng trột dạ, thành thành thật thật làm tùy tùng cho bản thân, để tránh tự làm mất mặt. Thu hồi vạn thú Linh Châu, nhớ tới chủ nhân đời trước của món đồ, quản phương nghi nhịn không được lại hỏi, vân cơ chết rồi. như hiểu đạo quay đầu liếc nhìn Ngân Nhi, nàng ta không nói. Người cảm thấy nàng ta ra tay rồi, vân cơ có thể có kết cục tốt gì sao? Dứt lời buông tiếng thở dài, hắn không biết hầu kính thiên có biết vân cơ tìm tới hắn hay chưa, ra khỏi huyễn giới e là phải đối mặt với hỏi thăm, chuyện này thật đúng là không tiện giải thích chỉ có thể nói không biết. Có thể tưởng tượng, Độ Vân Sơn thiếu đi vân cơ tỏa chấn, sợ là không tốt lắm. Nếu là vị yêu vương này không nói, Quản Phương Nhi cũng chỉ có thể a à một tiếng, không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, thực lực thánh la sát bà ta từng trải qua, vân cơ hoàn toàn có thể gặp nạn rồi. Không nói nữa, thời gian không còn nhiều, đi thôi. Như hữu đạo gọi một tiếng, chương 697, rời khỏi huyễn giới 1. a à, trên tường thành, ngân nhi hét dài một tiếng, bướm la sát tụ tập khắp nơi nhao nhau tản đi. Vài con huyết la sát cất cánh, dưới thân kéo theo vài người, lướt về nơi sâu trong sơn lâm minh mông kỳ huyễn. Huyết la sát kéo theo Ngưu Hữu Đạo đoán chừng khổ hơn một chút, không còn cách nào khác, còn có một người kéo áo của Ngưu Hữu Đạo không chịu buông, chỉ có thể vất vả con huyết la sát bên trên. Bản thân Ngân Nhi lấy đôi cánh của bản thân ra để bay, nhưng Ngưu Hữu Đạo cầu xin người ta đừng có lộ ra, đâm rách y phục là chuyện nhỏ, mấu chốt là đôi cánh kia tỏa ra ngân huy quá chói mắt rồi, rõ ràng khác với những con bướm la sát khác. Trên đường, quản phương nghi không nhịn được hỏi một câu, đạo gia, người thật sự muốn dẫn nàng ta ra khỏi huyễn giới. Sự việc rành rành, dẫn yêu vương này ra ngoài không phải là chuyện tốt lành gì, đơn thuần là tự tìm phiền phức. Ngân Nhi cho bà ta câu trả lời, nghe nói muốn tách mình và nghiêu Hiếu đạo gia, Ngân Nhi nắm áo của nghiêu Hiếu đạo nhanh chóng quét mắt lạnh qua, vẻ mặt không vui, thể hiện rõ không thích bà ta, rất tức giận ngay cả nghiêu hữu đạo cũng là lần đầu nhìn thấy nàng ta tức giận sau khi hóa thành hình người bầu không khí ở hiện trường nháy mắt trở nên nặng nề trong lòng quản phương nhi run lên lập tức rụt cổ một cái gượng cười nói nói đùa thôi nói đùa thôi nhưng đầu qua coi như cái gì cũng chưa từng nói đáp án trong lòng hiểu rõ vị yêu vương này muốn đi ra ngoài nghiêu hữu đạo e là không tiện từ chối mấu chốt là người ta giữ chặt nghiêu hữu đạo không buông bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô dụng gặp phải loại người nhận thức cứng nhắc này, cho dù bạn có thể nghĩ ra biện pháp hất bỏ người ta cũng không cách nào thực hiện, bạn có bản lĩnh thì cố gắng thử. Nhóm người không dám theo đường cũ vách núi kia trở về, mà vòng một vòng đến nơi cách lối ra không xa mới hạ xuống. Vài con huyết la sát đuổi xa ở phía sau, đám người như hiếu đạo cũng bắt đầu giải tán, như hiếu đạo để viên cương ba người đi trước, để ba người chia ra đi ra từ lối ra huyến giới, không cần cùng nhau, một khi có biến cố gì cũng có thể tránh phải cùng nhau gặp nạn. Về phần ngân nhi, là vứt không thoát, như hữu đạo chỉ có thể mang theo. Triều thắng hoài yếu ớt tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy như hữu đạo, kinh hãi co rụt về sau, nhanh chóng bỏ dậy. Nhìn người phụ nữ nắm kéo y phục sau lưng như hữu đạo một chút, cũng không biết là ai, hoảng sợ nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Như hữu đạo, không làm gì cả, đương nhiên là nói lời giữ lời thả ngươi trở về. Triều thắng hoài nghi ngờ không thôi, thật chứ. Như hữu đạo mỉm cười gật đầu, Triều thắng hoài cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy thử hỏi một câu ta là người của vạn thú môn người không sợ ta ra ngoài trả thù ngươi sao nghiêu hữu đạo đệ tử thiên hỏa giáo ta cũng dạy dỗ qua sống tốt như thường đệ tử vạn thú môn thì sao muốn báo thù có bản lĩnh đó thì cứ việc đến ta đợi triệu thắng hoài người rốt cuộc là ai nghiêu hữu đạo nam châu nước yến nghiêu hữu đạo triệu thắng hoài kinh ngạc người chính là nghiêu hữu đạo giới tu hành hiện nay Nghiêu Hữu Đạo mặc dù không phải là nhân vật nổi tiếng gì, cũng là nhân vật có tên tuổi, chỉ cần tin tức không quá bế tắc, ít nhiều gì cũng có nghe qua. Nghiêu Hữu Đạo, thật giả không quan trọng, nhớ lấy, khách điếm Thiên Vận Vạn Tượng trở về nhớ đến liên lạc với ta. Được, Triều Thắng Hoài đáp lại, lúc này mới tin tưởng đối phương thật sự muốn thả mình đi, nhưng mà nhớ đến chuyện bản thân đã làm, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, hỏi, sư huynh Hà Hữu Kiến đâu rồi? Nghiêu Hữu Đạo cười, người giết chết em trai ruột thịt cùng mẹ sinh ra của hắn ta ta lo lắng hắn ta không đồng ý bỏ qua cho ngươi, để tránh tranh chấp, liền sắp xếp hắn ta rời khỏi huyễn giới trước rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn để hắn ta trở về vạn thú môn, hắn ta tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở vạn thú môn, ngươi là người thông minh, hiểu ý của ta. Chiều thắng hoài ý thức được gì đó, tâm tình nặng nề, mắt đầy bi phẫn. Những chuyện kia chính gã làm, gã không cách nào tưởng tượng hậu quả sau khi Hà Hữu Kiến trở về vạn thú môn. Bất kỳ môn quy nào của môn phái cũng không phải để trang trí, cho dù là ra ra gã cũng không bảo vệ được gã. Cho dù gã nói ra là hoàn toàn bất đắc dĩ đem vị trước mắt này khai ra để lấy công chuộc tội, một người vì để bản thân sống tạm mà tàn sát đồng môn, ở vạn thú môn còn có tiền đồ sao. Gia Gia thân là trưởng lão kia của gã mặt mũi tối tăm, không những không che chở gã, có lẽ còn có thể nghiêm trị gã cho mọi người thấy. Những chuyện này như hiếu đạo đương nhiên là biết, viên cương biết hắn muốn cái gì, lúc thẩm vấn sư huynh đệ ba người đương nhiên là có tính nhắm vào tìm hiểu ta không phải là người không quyền không thế gì có thể mặc cho bất kỳ người nào gây khó dễ người của vạn thú môn không tuân theo quy củ ta vì tự vệ giết người vạn thú môn cho dù biết rồi cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi dù cho ngươi đăng báo đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì người xui xẻo cũng chỉ có thể là ngươi cũng không muốn cho ra ra ngươi khó xử cho dù là ngươi bảo ra ra ngươi diệt trừ ta cũng không có tác dụng người của ta ra ra ngươi giết không hết thứ nam châu ta có là người có thể liên lạc với cao tầng vạn thú môn của ngươi gia gia của ngươi cũng ngăn không được. Sự việc làm lớn, vị trí trưởng lão của gia gia ngươi giữ không nổi, ngươi càng phiền phức. Ta đây sẽ không bạc đãi bạn bè, tiền tài thứ này dễ bàn, ta định kỳ ba pơ người đưa cho ngươi, cho nên không cần tiếp tục làm những chuyện mạo hiểm, ngươi không đùa nổi. Nghiêu Hữu đạo tiến lên phía trước, lấy ra 10 tấm kim phiếu trị giá chục nghìn, cứng rắn nhét vào trong tay gã. Cái gì gọi là phỏng tay? Chính là đây, tiền này tới tay, tay chiều thắng hoài bỏng đến khó chịu, gã cũng không ngốc, người mưu sát người ta, người ta còn cho tiền ngươi, có chuyện tốt như vậy sao? Triều Thắng Hoài nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Nghiêu Hữu Đạo bây giờ vẫn sẽ không nói cho gã đáp án, bởi vì vẫn chưa biết gây tới la sát Triều Kính có thể bảo vệ đứa cháu này hay không, trước khi không thể xác định được Triều Thắng Hoài có an toàn hay không, hắn sẽ không làm ra bất kỳ việc gì bất lợi đối với vạn thú môn, trước hết để cho Triều Thắng Hoài quay về lấy thân thử nghiệm xem kết quả rồi nói sau. Về phần tại sao bây giờ đã đưa trăm nghìn kim tệ cho người ta, đương nhiên có liên quan đến tính tham tiền của Triều Thắng Hoài. Trăm nghìn kim tệ đối với đệ tử một môn phái mà nói không phải là một con số nhỏ, mấy người chia sẻ lợi ích của một con kim vương hùng, cá nhân chia đến tay cũng không quá mấy trăm nghìn, người có thể vì mấy trăm nghìn vi phi phạm môn quy, người khác có thể tưởng tượng được. Sức hấp dẫn của trăm nghìn kim tệ, áp lực trừng phạt của môn quy, vừa có áp lực, vừa có cám dỗ. Chỉ cần để vị này lần này trở về khó có thể đưa ra quyết định là đủ rồi, chỉ cần vị này lần này trở về lương tâm không lên bờ được, sai càng thêm sai, sau này càng khó mà quay trở về. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, ra tay trên người gã liên tục điểm mấy cái, giải cấm chế pháp lực của đối phương, người nghĩ nhiều rồi, dưới tay ta muốn người có người, muốn tiền có tiền, dựa vào ngươi, có thể giúp gì được cho ta. Giang hồ đi ngựa, đi chính là đường, kết giao bạn bè, ta đây không thích kết thù, thích kết bạn. Đi thôi, huyễn giới không tới mấy canh giờ nữa sẽ phong bế, chậm nữa sẽ không ra được. Pháp lực khôi phục, Triệu thắng hoài thở vào một hơi, sơ lên kim phiếu trong tay, người thật sự có lòng tốt như vậy sao? Như hữu đạo nhíu mày, xem ra một phần hảo tâm của ta cũng không thể khiến người cảm kích, thôi được, việc này ta tìm vạn thú môn yêu cầu nói rõ. Vươn tay muốn lấy kim tệ về, chương 698, rời khỏi huyễn giới 2. Triệu thắng hoài nhanh chóng lui về, cũng không phải không nỡ đem tiền trong tay trả về, mà là sợ nghiêu hữu đạo trở mặt thật sự tìm tới vạn thú môn, vội vàng giải thích nói ta không phải ý này. Sự việc lần này kinh động đến sư môn, ta chỉ là lo lắng quay về chưa chắc có thể báo cáo kết quả. Nghiêu hữu đạo, đó là chuyện nội bộ của vạn thú môn ngươi, không đến phiên ta làm chủ, ngươi nói với ta vô dụng. Huyễn giới sắp đóng lại rồi, có việc để nói sau. Triều huynh, tranh thủ trước khi ta thay đổi chủ ý, nhanh chóng rời đi, tính kiên nhẫn của ta có hạn. Triệu thắng hoài âm thầm cắn răng, chắp tay được hy vọng như huynh nói lời giữ lời cáo từ ai ngờ vừa mới quay người như hữu đạo lại nhắc nhở một câu ta ở khách điếm thiên vận đợi tin tốt của triều huynh triều thắng hoài dừng bước một chút chợt bay vút đi như hữu đạo đưa mắt nhìn hơi hít mắt lại vừa quay đầu lại lập tức đối mặt với ánh mắt thuần khiết khí của ngân nhi lại nhìn y phục bị kéo níu lại ai thở dài một tiếng không suy nghĩ thêm một chút thật sự muốn đi theo ta ngân nhi nghiêm túc gật đầu đi Nghiêu Hữu đạo gái đầu một cái, "Vậy ngươi có thể buông tay ta ra trước không?" Ngân Nhi lập tức không vui, bĩu môi, lắc đầu, tỏ ý không muốn. "Vậy thì đi thôi." Nghiêu Hữu đạo dở khóc dở cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, bị người ta lôi kéo không buông như vậy, chạy cũng không thắng người ta, đánh cũng đánh không thắng người ta, còn không dám chọc giận đối phương, bị người đi theo như vậy làm gì có bí mật có thể nói, chuyện này là sao? Khi hai người đến lối ra của huyễn giới, vẫn chưa phát hiện dị thường gì, có thể thấy lác đác những tu sĩ khác rời khỏi huyễn giới. Khi huyến giới mở ra, các tu sĩ ra vào tự do. Vạn thú môn với tư cách địa chủ cũng không cho khách tứ phương gây ra bất kỳ phiền phức nào. Nhìn tình hình ra vào tự do như cũ, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nhân viên bài tra ra vào nào, lông mày như hữu đạo hơi hất lên. Hắn để ý đến chiều kính cũng không phải ngày một ngày hai, bằng không sẽ không liều lĩnh tiến đến, căn cứ vào thông tin có liên quan đến chiều kính mà hắn thu thập mấy năm nay, đối với thái độ làm người của triều kính đại khái có chút hiểu biết kết hợp với tình hình trước mặt hắn đối với ý nghĩ của triều kính cũng có chút phán đoán sơ lược đối với việc của bản thân lại có mấy phần tự tin bên cạnh lối ra triều thắng hoài ở đó vô cùng chật vật bị mấy tên đệ tử triều kế vây quanh không biết đang nói những gì đoán chừng không thoát khỏi liên can với sự việc la sát triều triều thắng hoài chú ý nghiêu hữu đạo đã đến ánh mắt nhanh chóng tránh né dáng vẻ coi như không quen biết khóe miệng nghiêu hữu đạo mỉm cười cũng coi như không quen biết, cứ như vậy dẫn Ngân Nhi vượt qua màn nước gợn sóng. Vừa ra khỏi huyễn giới, một mảnh đất trời tươi sáng, non xanh nước biếc. Ngân Nhi dường như có chút không quen với ánh sáng như thế, theo bản năng giơ tay ngăn cản ánh sáng trước mắt, một cánh tay càng ngày càng nắm chặt y phục của Ngưu Hữu Đạo không chịu buông. Sau khi ánh mắt hơi thích nghi, ánh mắt đầy vẻ tò mò đánh giá thế giới mới mẻ này, giống như đứa trẻ ngoan, dập khuôn từng bước ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Từ lối vào đi ra chút, để tâm tình hình chung quanh một chút, người của vạn thú môn không có dị thường, như hữu đạo mới vươn tay nắm cánh tay Ngân Nhi, dắt theo bay vút đi. Vừa bay qua một mảnh sơn lâm, liền có mấy bóng người bay đến chạm chán, chính là đám người Quản Phương Nghi. Đạo ra, xảy ra chút chuyện, Quản Phương Nghi thông báo một tiếng, mấy người lập tức hạ xuống một vùng đất vắng vẻ, như hữu đạo quét mắt liếc mấy, ngoài trừ người đi ra từ huyễn giới, chỉ có hứa lão lục, không thấy trần bá hứa lão lục không nhịn được hai mắt nhìn ngân nhi nhiều thêm một chút cũng tò mò không biết là ai Nghiêu hữu đạo hỏi trần bá có việc là thượng thanh tông đường nhi dẫn theo người thượng thanh tông vẫn luôn đi theo chúng ta đi theo đến nơi sườn núi có người gây sự quản phương nhi đem tình hình đại khái báo cáo một chút trần bá đi theo ngụy đa tới bên phía thượng thanh tông nghĩ biện pháp rồi việc này chúng ta có cần quản không viên cương để ý phản ứng của Nghiêu hữu đạo mặt Nghiêu hữu đạo trầm xuống trong bụng nghiêu hiếu đạo dâng lên một cỗ tức giật, sớm đã cảnh cáo đường nhi rồi, bảo nàng nhanh chóng mang người rời đi, lại không nghe, lần này thì hay rồi. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với triều kính, cảnh ngộ của hắc mẫu đơn chính là bài học thất bại, thời gian đã sắp qua hai ngày, đường nhi sẽ có kết cục gì khiến hắn không dám nghĩ nhiều, không nhịn được cả giận nói quản. Làm sao quản, tiện nhân này tự mình tìm đường chết, trách được ai? Chuyện này thực sự làm hắn nổi nóng, có thể không quản sao? nhưng nếu một khi đã quản rồi quan hệ của hắn và thượng thanh tông đó là có vứt cũng vứt không sạch được tuyệt đối có người sẽ lấy chuyện này để rêu dao trong ứng ngoại hợp với thiên ngọc môn chặt đứt thế lực ở nam châu của hắn cơ nghiệp hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng những năm nay bị hủy hoại trong chốc lát không nói thương triều tông bọn họ e là cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng thiên ngọc môn nhất định sẽ thừa cơ thanh trừ quyền lực đối lập kiên cố nắm quyền trong tay của nam châu không những là cái này còn có một phiền phức khác Thượng Thanh Tông thế mà lại phát hiện hắn và đám người Triều Thắng Hoài ở cùng nhau, một khi ở dưới uy áp của vạn thú môn nói ra, bên phía Triều Thắng Hoài đối mặt với vạn thú môn e là lừa không qua. Quản Phương Nghi có lẽ có thể thông cảm cho tâm tình của hắn, lúc hắc mẫu đơn chết bà ta ở trên thuyền, tận tay nghe nghiêu hữu đạo truy hỏi qua đoạn hổ liên quan đến việc hắc mẫu đơn gặp bất hạnh, cho dù không nói việc này, khi bà ta ở Tề Kinh có nghe chút phong thanh về một số phương diện của Triều Kính, dựa vào sắc đẹp của đường Nghi, quả thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Loại chuyện đó một khi nảy sinh, cho dù vị đạo gia này đối với đường nghi không chút cảm tình, thứ danh phận này ở một mức độ nào đó chính là một thứ đồ bảo hộ của phụ nữ. Người thoát khỏi được, danh phận lại không thể thoát khỏi, vợ của mình bị người ta trà đạp, bảo đạo gia sau này làm sao chịu nổi. Ở giới tu hành còn ngẩng đầu được sao? Như hữu đạo quay đầu hỏi hứa lão lục, người nói là Trần Bá cũng đi nghĩ cách rồi. Hứa lão lục gật đầu, Trần Bá đi cùng với ngụy đang nghĩ biện pháp rồi, bảo ta ở đây chờ đợi, Lời hắn ta nói là sự thật, bất kể trước đây nghe được tin tức như thế nào, không đợi đến khi huyễn giới khép lại xác nhận quản phương nghi bọn họ thật sự không về được, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lo lắng chờ đợi của hắn ta không uổng phí, cuối cùng đợi được quản phương nghi bọn họ bình an trở về, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống rồi. Hy vọng Trần Bá có thể kịp thời nghĩ ra biện pháp. Nghiêu Hữu Đạo nói một cách đầy ý vị sâu xa với Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu hứa lão lục ít nhiều có chút không hiểu đối mặt với vạn thú môn quái vật khổng lồ như vậy trần bá có thể có cách gì có một số việc hắn ta cũng không biết tuy là nói như vậy nhưng hiếu đạo vẫn là không yên tâm lập tức tìm trần bá và người của thượng thanh tông tìm hiểu tình hình một chút xem như thế nào rồi nơi này đang muốn nhanh chóng rời khỏi đột nhiên có một người bay xuống ngăn cản một người nam nhân đám người lập tức cảnh giác không biết là ai người đàn ông đó giơ tay tháo mặt nạ trên mặt xuống sau khi đám người Như Hữu đạo thấy rõ là ai, đều sững sờ, người phụ nữ này thế mà chưa chết, vậy mà vẫn còn sống. Người đến không ai khác, chính là nữ giả nam trang Vân Cơ. Sắc mặt của Vân Cơ cũng khó coi, tuy là may mắn tránh được một kiếp, nhưng vẫn là bị Thánh La Sát đánh cho trọng thương. Sau khi chạy ra khỏi huyến giới, nàng liền ở bên ngoài đợi, muốn nhìn xem trước khi huyến giới khép lại Thánh La Sát có thể rời khỏi huyễn giới hay không, nếu như Thánh La Sát thật sự ra ngoài rồi, lại một cao thủ sánh ngang Nguyên Anh Kỳ xuất hiện, đây chính là việc lớn chấn động toàn bộ giới tu hành. chương 699 của ta chính là của ngươi. Thử hỏi nàng làm sao có thể không trông ngóng chờ đợi, vạn thú Linh Châu cũng ở trên tay của Thánh La Sát. Ai ngờ đến, Thánh La Sát không nhìn thất, vậy mà đợi được đám người như hữu đạo ra ngoài. Mà đám người như hữu đạo thật sự kinh ngạc, bị Thánh La Sát truy sát vẫn có thể chạy thoát, xem ra thuật độn thổ của người phụ nữ này thật không đơn giản. Lúc này Nghiêu Hữu Đạo coi như cảm nhận sâu sắc vì sao người phụ này ở Độ Vân Sơn bị tu sĩ nước triệu vây quét hết lần này đến lần khác mà không được, quả thực là có năng lực bảo vệ bản thân không hề tầm thường. Sự thật cũng đúng là như vậy, nếu không phải môi trường dưới lòng đất tạo thành trở ngại đối với Thánh La Sát, lần này Vân Cơ cũng trốn cũng thoát, có điều vẫn là bị Thánh La Sát làm cho bị thương. Tiền bối không sao là tốt, Nghiêu Hữu Đạo dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu cũng không quên một chuyện khác, phung tay ra hiệu hứa lão lục, bên phía Trần Bá và Thượng Thanh Tông, lập tức đi liên lạc. Quản Phương Nhi cũng tỏ ý hắn ta mau đi, hứa lão lục gật đầu, nhanh chóng bay khỏi. Vân cơ cũng lên tiếng, các người vậy mà cũng từ trên tay yêu vương trốn thoát rồi. Nàng cũng không biết nữ nhân nắm y phục nghiêu hữu đạo chính là Thánh La Sát, bằng không e là đánh chết nàng cũng không dám đến gần. Cũng thật sự là nhìn không ra, dáng vẻ ngân nhi bây giờ hồn nhiên dễ thương, cho dù là ai cũng không liên tưởng đến trên người Thánh La Sát đám người nghiêu hữu đạo đều phản ứng theo bản năng liếc nhìn Ngân Nhi, Vân Cơ dù sao cũng đánh lén qua vị này, một khi vị này ra tay, Vân Cơ còn có thể tránh thoát được một kiếp nữa hay không, rất là khó nói, này đúng thật là đưa đến tận cửa tự tìm đường chết, một đám người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Vân Cơ. Ngân Nhi vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to sáng, ánh mắt nhấp nháy, xem ai cũng như nhau, dường như không quen biết Vân Cơ, làm cho đám người an tâm hơn một chút. Vân Cơ cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên không bình thường, nhưng chỉ nhìn Ngân Nhi một lát, không nghĩ nhiều. Nghiêu Hữu Đạo nhìn bà ta, lắc đầu thở dài, nói tới vẫn cần cảm tạ tiền bối. Nhờ tiền bối dẫn vị kia xuống đất chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Chúng ta trốn trốn tránh tránh gian gian khổ khổ mới may mắn thoát được một kiếp, còn tưởng tiền bối gặp nạn, chưa từng nghĩ tiền bối đã ra trước một bước. Thì ra là vậy, Vân Cơ cũng thở dài, người đừng oán ta bỏ các ngươi lại. Ta đã bị yêu vương kia chú ý, ốc còn không mang nổi mình ốc, thực sự không thể chu toàn những điều khác. May mắn sao, cũng coi như gián tiếp giúp các người thoát được một kiếp. Được rồi, chia tay thôi, có rảnh thì đến Vân Sơn chơi một chút." Giọng nói của bà ta khá phiền muộn, bao năm nay bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, thật vất vả mới có được Vạn Thú Linh Châu, cuối cùng lại bị Yêu Vương chiếm mất, sợ là cả đời này không có hy vọng lấy lại, thực sự vô cùng khó chịu. Nói là chia tay, nhưng bà ta cũng không định cứ như vậy mà rời đi, bà ta còn muốn ra ngoài chờ một chút. Bao năm qua chấp nhất với Vạn Thú Linh Châu, nói là buông nhưng làm sao buông được tiền bối, như hữu đạo gọi lại, vân cơ quay lại, không biết hắn có chuyện gì, như hữu đạo nói với quản phương nghi lấy ra, quản phương nghi không hiểu, nghi ngờ hỏi cái gì, như hữu đạo thẳng thừng ra lệnh vạn thú linh châu, đột nhiên vân cơ trợn trừng mắt, quản phương nghi cũng trợn trừng hai mắt, nhìn như hữu đạo mà không thể tin nổi, chỉ hận không thể xông đến cắn chết hắn, vậy mà hắn dám tiết lộ vạn thú linh châu đang trong tay bà ta, không phải đang chơi bà ta sao? Thứ này chỉ có thể lặng lẽ nắm giữ, làm sao công khai được. Nưu Hữu Đạo đưa tay ra đòi, cho ta. Sắc mặt quản phương nghi đầy bi phẫn, trừ phi bà ta giết Vân Cơ diệt khẩu, nếu không sẽ không thể giữ được bảo vật này nữa. Mà Nưu Hữu Đạo vẫn có ảnh hưởng đến bà ta, nên cuối cùng, bà ta vẫn phải lấy viên kim châu kia ra, đập lên đầu hắn, mắng thêm một câu cái này là của ta. Nưu Hữu Đạo ôm lấy, chuyển tay đưa cho Vân Cơ tiền bối, khi vị kia truy sát ngài có làm rơi thứ này, chúng ta tiện thể nhặt lấy không thể để cho ngài đi không công chuyến này, hy vọng nó sẽ có ích với ngài. Vân cơ không thể tin nổi, hơi run run giọng hỏi, cho ta thật sao? Như hữu đạo dùng hành động thực tế để trả lời, hắn ném viên kim châu ra, vân cơ đón lấy, khum hai tay ôm lấy phân biệt thật giả. Bảo vật mất đi lại lấy lại được, người ngoài không thể hiểu được cảm giác của bà, thực sự là mừng rỡ như điên. Không nói gì, bà ta nhét luôn vào miệng nuốt xuống xong mới có vẻ an tâm, cung kính khom người với Nhiêu Hữu Đạo, tạ ơn. Quản phương nghi không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn trời. Đồ của ta, ngươi lại tạ hắn. Bà ta muốn hỏi ông trời xem có còn lẽ trời nữa không? Viên cương còn tốt, hắn ta hiểu rõ con người như hữu đạo nên không để ý. Viên phương chỉ nhe răng tuyết miệng, cười cứng như đá. Gã cũng đau như đứt thịt, bảo bối đó, cái này giá trị bao nhiêu tiền chứ? Cứ như vậy mà tặng người ta sao? Như hữu đạo mỉm cười, nói tạ ơn là khách khí rồi, nhiều tiền bối vấn an vân huynh giúp ta, ta vẫn còn chút việc cần xử lý sẽ không tiến tiền bối được có rảnh giới thì tới vân sơn chơi nhớ kỹ người kia phiền hầu kình thiên tiếp cận giúp ta được ta sẽ dặn dò y mấy người bọn họ vẫn tương đối đáng tin có gì cần cứ việc sai xử bọn họ cáo từ vân cơ chân thành đồng ý sau đó nhanh chóng bay đi đã có được đồ bà ta cũng định chờ huyễn giới vào cửa sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nóng lòng rời đi bay trong gió quả thực bà ta không ngờ được thứ này đã mất lại có thể lấy lại như vậy bao năm truy cầu cuối cùng đã có được bà ta vẫn kích động vô cùng nhìn quanh nghiêu hữu đạo quay sang hai bên gọi đi thôi đi cái gì mà đi không đi quản phương nghi bực mình giận dỗi nghiêu hữu đạo cười hỏi không phải chỉ là một thứ đồ thôi sao có cần phải nghĩ lẩn quẩn vậy không đâu đáng để tính toán chi ly như thế quản phương nghi nổi giận tính toán chi ly ngài của người phúc ta đương nhiên là không sao đó là của ta, là đồ của ta, ngài dựa vào cái gì mà đem ra tặng người khác. Vừa mới cầm được vạn thú linh châu vào tay, còn chưa kịp ấm đã phải đưa cho người khác. Bà ta đau lòng quá chừng, như hữu đạo cười ha ha, cái gì mà ngươi ta? Của ta chính là của ngươi, của ngươi chính là của ta. Đánh rắm, quản phương nghi nổi điên chửi bậy, như hữu đạo giang rộng hai tay, ta nói thật, trên người ta có thứ gì ngươi thích ngươi cứ việc nói. Ta sẽ cho ngươi, quản phương nghi bi phẫn, Ngài chỉ là một con quỷ nghèo, trên người còn chẳng có lấy một đồng nào, ăn uống dọc đường đều do chúng ta bỏ tiền. Ta muốn cái giam ý, tuy bà ta nói hỗn hào nhưng nghiêu hữu đạo ngẫm lại, lại sờ sờ người mình, thấy cũng đúng. Ngoại trừ thanh kiếm này, mình hoàn toàn liêm khiết thanh bạch. Viên phương đứng bên cạnh xem thôi cũng đau lòng, không nhịn được mà phải nhắc nhở một câu, đạo ra, chưa chắc Vân Hoan đã coi trọng chuyện kết bái kia với ngài, không cần hào phóng như thế không lấy ra xà yêu kia cũng không biết thứ này đang ở trong tay chúng ta vừa dứt lời hắn ta bị viên cương đá cho một cú nhảy dựng lên chỉ nói một chút thôi mà viên phương xoa xoa mông cười gượng với viên cương nghiêu hữu đạo nhìn quanh thấy mọi người đều có vẻ không vừa ý với hành vi của mình xem ra cần phải giải thích một chút bèn chỉ chỉ viên phương người xuất gia tứ đại giai không ngươi là hòa thượng mà trong mắt chỉ toàn là tiền sao ta không biết người ta chưa chắc đã coi trọng chuyện kết bái kết bái chỉ là mở đầu có mở đầu mới có sau đó. Mấu chốt là xem sau này làm thế nào, chứ không phải ở chỗ kết bái là thật lòng hay giả ý. Cho dù là kết bái thực lòng, nhưng không có lợi gì thì cũng là giả. Dù là giả ý kết bái, nhưng có lợi thì vẫn là thật. Cho nên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, không có cái gì là thật hay giả, mà phải xem ngươi làm thế nào. Hiểu không, chương 700 của người phúc ta, viên phương vẫn không hiểu, chỉ ngờ ngờ được phần nào, nhưng vẫn gật đầu liên tục, nếu không nhất định sẽ bị đánh như hữu đạo quay sang hỏi quản phương nhi người giữ lại thứ kia có tác dụng gì quản phương nhi đáp làm sao mà vô dụng chứ không phải vân cơ đã nói bảo vật kia có thể giúp phi cầm tẩu thú ngươi biết khống chế thế nào sao ta bán lấy tiền được không ngươi dám lấy ra bán không rồi sẽ giải thích thế nào với vạn thú môn vân cơ cũng đã nói vạn thú môn là dựa vào thứ này lập nghiệp ta giữ lại từ từ nghiên cứu không được sao nghiên cứu cái gì đoạt mối làm ăn với vạn thú môn à, vạn thú môn sẽ tha cho người sao, muốn tự tìm phiền phức à, không nương, đồ trong tay mình chưa chắc đã là của mình. Chẳng lẽ Vân Cơ không hiểu đạo lý ấy, nhất định bảo vật này còn có diệu dụng khác, chắc chắn Vân Cơ không nói thật. Diệu dụng thế nào người có biết không, bà ta là từ vạn thú môn ra, bà ta biết, vậy thì giao cho người biết nó dùng đi. Không nương, tinh lực của người có hạn, không thể ôm hết tất cả mọi việc được. Giao cho bà ta có gì là không tốt. Không được, bà ta đã có được rồi lại làm mất, có nghĩa là người vật vô duyên, không thuộc về nhau. Ta nhặt được là do ta may mắn, thứ đó có duyên với ta, thuộc về ta. Ngài dựa vào cái gì mà đưa đồ của ta cho bà ta? May mắn, ta không phủ nhận may mắn có tồn tại, nhưng lấy đâu ra nhiều may mắn như thế? Ta chưa từng tin vào may mắn, rốt cuộc thứ này vẫn có nhân cố con người ảnh hưởng. Đường đi có ngàn vạn lối rẽ, người không rẽ lối ấy, vĩnh viễn sẽ không gặp được may mắn ở lối ấy có gặp cũng không biết, nó cũng không thuộc về ngươi. Không nương, có bỏ mới có được, hôm nay ngươi gieo xuống một hạt giống may mắn, ngày khác mới có thể thu hoạch được quả may mắn. Đưa đồ này cho bà ta chưa chắc đã là chuyện xấu. Lăn lộn mưa gió giang hồ, đức dày trở tài, có bao dung mới có thể vĩ đại, biết cho đường đi mới rộng, mới có cơ hội gặp nhiều may mắn hơn. Nghĩ thoáng chút đi, quản phương nghi hơi dao động rồi nhưng ngoài miệng vẫn không chịu phục. Bớt nói đạo lý với ta đi, ta chỉ biết một lý lẽ đồ của ta dựa vào cái gì mà ngài đem đi tặng người ta không phải ngươi đã đồng ý sao ngươi không cho ta làm sao ta tặng người khác được ngài được rồi được rồi đều là lỗi của ta sau này ta đền cho ngươi được không đền cái gì nói rõ giá trị ra xem có đáng không giờ làm sao nói rõ được để nói sau đi trước hết làm việc chính đã đi về trước đi vương bắt đản đáng giết ngàn đao khi nhóm người quay lại khách sạn thiên vận ở thành vạn tược vừa lúc gặp Hầu Kình Thiên chạy tới. Ngay ngoài cửa khách sạn, Hầu Kình Thiên nhỏ giọng thông báo, Sơn Chủ dặn ta tới gặp đạo gia. Lời đạo gia là lời ngài ấy, dặn chúng ta phải nghe lệnh đạo gia. Như Hữu đạo hỏi, Sơn Chủ đâu? Sơn Chủ đi rồi, đi đâu không dặn, các ngươi có mấy người? Bốn người, ba người còn lại đang theo dõi người kia. Được, ta biết rồi, các ngươi để lại địa chỉ đi, sau này ta sẽ cho người liên hệ với các ngươi. Như Hữu đạo chỉ sang viên cương, để cho viên cương làm việc với hầu kình thiên rồi dẫn những người khác quay về phòng trong khách sạn không có trần bá cũng không có hứa lão lục hắn tìm lão thập tam hỏi mới biết trần bá đã chạy đi thông báo cho bên này đưa người của thượng thanh tông đến vạn thú môn đòi người hứa lão lục quay về hỏi trần bá đi đâu rồi cũng tới vạn thú môn nghiêu hữu đạo cảm ơn rồi rời khách sạn tiến thẳng đến vạn thú môn vừa ra khỏi cửa hắn gặp trần ba và hứa lão lục về mấy người gặp nhau ở ngoài thành Nưu Hữu đạo hỏi, tình hình thế nào? Trần Bá đáp, khuya ngày hôm trước, Ngụy Đa đã quay về Thượng Thanh Tông bẩm báo. Đường Tố Tố vội vàng triệu tập tất xem ảnh một cả đệ tử Thượng Thanh Tông đến Vạn Thú Môn đòi người. Vạn Thú Môn thế lớn, Đường Tố Tố còn không vào được cả cửa lớn. Vạn Thú Môn cũng không thừa nhận mình đã bắt cọc trưởng môn Thượng Thanh Tông nên không chịu nói chuyện. Nưu Hữu đạo bắt đầu lo lắng, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, nếu Triều Kính làm bậy với Đường Nghi, Vạn Thú Môn càng không thể thừa nhận chuyện này đường tố tố mạo muội tới tìm như vậy sẽ chỉ khiến cho triều kính giết người diệt khẩu trần bá lại nói sáng hôm qua vạn thú môn lại đổi giọng nói rằng đã tra rõ đúng là có bắt người nói là chỉ muốn hỏi thăm một chút không có việc gì sẽ thả người có điều trước mắt vạn thú môn còn chưa chịu thả người đường tố tố dẫn người canh giữ trước cổng vạn thú môn chờ như hữu đạo thở ra một hơi trầm ngâm một lát nhìn trần bá như có như không chậm rãi đưa tay ra hiệu quay về đi không có việc của chúng ta viên cương kéo tay nghiêu hữu đạo nghiêm trọng nói đạo ra triều kính kia không phải người tốt hắn ta muốn nghiêu hữu đạo suy nghĩ một chút không thể để đường nhi phải chịu chuyện này nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói đường nhi sẽ không sao đâu có việc gì xảy ra vạn thú môn sẽ không đổi giọng mà sẽ giết người diệt khẩu đã thừa nhận đang giữ người trong tay triều kính cũng không dám làm loạn cứ để thượng thanh tông đi chịu khổ đi chúng ta xem tình hình một chút rồi nói không vội nhúng tay trần bá người tiếp tục theo dõi đi